Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 36. Loại tập đoàn này, tập đoàn Đề Hào đã hợp tác nhiều rồi, cũng không thua kém gì tập đoàn Tuyết Tiêu. Gương mặt ngọc của Đường Mộc Tuyết càng lúc càng tái nhọt, cô biết Đường Long nói đúng, tập đoàn Tuyết Tiêu không là gì so với tập đoàn Đề Hào, cũng không có gì đáng nói. Đường Long, rốt cuộc anh muốn thế nào, Đường Mộc Tuyết tức giận nói. Đường Long cười nhếch mép, chẳng muốn thế nào cả, xin tôi, cầu xin tôi. Đường Mộc Tuyết, chỉ cần cô thấp giọng cầu xin tôi, khiến tôi thoải mái, có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng cân nhắc hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu các người, ha 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 hai. Còn ngây ra đó làm gì? Mau cầu xin Huyền tôi rốt cuộc cũng chờ đợi được cơ hội làm nhục Đường Mộc Tuyết, Đường Long đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội. Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu là người một nhà, Đường Mộc Tuyết còn là vợ của Dương Tiêu, sỉ nhục Đường Mộc Tuyết là đòn phản công Dương Tiêu tốt nhất. Đường Long, chúng ta là họ hàng, anh không cân nhắc vào tôi như vậy chứ, Đường Mộc Tuyết lạnh lùng hỏi. Trong mặt Đường Mộc Tuyết, Đường Long cư xử điên cuồng, hoàn toàn như một con chó điên, tùy ý hung hãng càn quấy trước mặt cô. PTT 7 VTEP CHE CHUK NI DIT SUG NIT DUT COS SOYUNG VIS TVD SIT DTT 1 phần 2 EUTSE ETETDTTOT thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Vẻ mặt Đường Long giữ tợn nói, không cần nhắm vào cô. Tôi đã bị thằng cháu Dương Tiêu kia nhắm tới bao nhiêu lần. Đường Mộc Tuyết, đừng trách tôi, muốn trách thì trách thằng cháu trai Dương Tiêu kia. Đương nhiên, cô cũng có thể rất tức giận, cô càng tức giận, tôi càng vui. Hề cách, lần này Dương Tiêu không xử lý được tôi, ai bảo anh ta không phải là chủ của tập đoàn Đề Hào. Đường Long rất vui vẻ. Anh ta thích nhìn Đường Mộc Tuyết muốn giết anh ta nhưng không dễ được. Cùng lúc đó, Hoa Mộ Tranh nhận được tin tức. Nhìn thấy tin tức, vẻ mặt Hoa Mộ Tranh thay đổi. Cô biết hôm nay Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn Đề Hào tìm, hợp tác, bởi vì Dương Tiêu không muốn tiết lộ thân phận, muốn cho Đường Mộc Tuyết một sự bất ngờ, vì vậy Hoa Mộ Tranh cũng không nói thẳng, mà chọn im lặng quan sát. Bây giờ, Hoa Mộ Tranh nhận được tin tức Đường Mộc Tuyết bị nhắm vào, mà người nhắm vào Đường Mộc Tuyết là trưởng đoàn đàm phán Đường Long. Có một tin xấu muốn nói với anh, Đường Mộc Tuyết ở trong tập đoàn Đề Hào bị Đường Long nhắm vào. Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Tiêu. Cái gì? Đường Mộc Tuyết bị nhắm. Người nhắm vào Đường Mộc Tuyết là Đường Long. Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh đi, trong mắt hiện lên ý định giết người dày đặc. Đường Long này muốn làm gì? Nhắm vào Đường Mộc Tuyết đang mang thai, anh ta muốn tìm chết hả? Đương nhiên, Dương Tiêu không ngờ tới, Đường Long L lại có thể làm việc trong tập đoàn Đề Hào. Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Dương Tiêu nói dứt khoát, cô Hoa, xem khách sạn cũng gần xong rồi, cô là con gái, phương diện này cũng tỉnh tế hơn, bên này giao cho cô, tôi đi xem thế nào. Được, Hoa Mộ Tranh gật đầu. Đường Mộc Tuyết và Đường Long đều là người nhà họ Đường ở Trung Nguyên, đây là việc nhà của Dương Tiêu, Hoa Mộ Tranh thật sự không tiện nhúng tay vào. Vùi lên xe Nai 15 Dương Tiêu đạp ga hết cỡ. Nai 15 biên thành một thanh kiếm sắc bén đi về phía tập đoàn Đề Hào. Đường Mộc Tuyết tức giận siết chặt bàn tay nhỏ, Đường Long, anh khôn nạn. Nguyên nhân khiến Đường Long liên tiếp bị đuôi là do Đường Long tự chuốc lấy nhục nhã. Lần thứ nhất là nhắm vào Dương Tiêu, lần thứ hai là nhắm vào Đường Đường, lần thứ ba là nhắm vào Tôn Bằng. Mỗi lần đều là Đường Long gây hắn trước, trong toàn bộ quá trình cũng chỉ có Đường Long nhảy nhót. Lần này cũng vậy. Trước sau không liên quan nhiều đến Dương Tiêu. Tôi khốn nạn thì sao? Đường Mộc Tuyết, hình như cô đang mang thai con của Dương Tiêu đúng không? Đường Long nhìn thẳng vào Đường Mộc Tuyết. Cảm nhận được ánh mắt không tốt của Đường Long, Đường Mộc Tuyết lảo đảo lùi lại theo bản năng. Đường Long, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo e nhì anh không được làm âu. Làm ẩu, ha? Nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Đường Mộc Tuyết, Đường Long. Trệ nhạo. Không phải cô nói tôi là đồ khốn nạn sao? Tiếp theo, tôi sẽ cho cô xem chuyện càng khốn nạn hơn. Người đâu, ném Đường Mộc Tuyết này ra ngoài cho tôi. Mau ném con đĩ này ra ngoài cho tôi. Không cần nhẹ tay, cứ ném ra như rác. Tốt nhất là động đến thai của cô ta. Tốt nhất là tiễn mẹ con cô ta về chầu ông bài. Điên, Đường Long gần như phát điên. Anh ta hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Nếu lần này Đường Mộc Tuyết động thai mà chết, anh ta sẽ vô cùng vui mừng. Dù sao phía sau anh ta còn có tập đoàn Đề Hào, anh ta không tin Dương Tiêu còn có thể tìm tập đoàn Đề Hào gây rồi. Vâng, nhóm nhân viên bảo vệ đồng thanh hét lên. Không, đừng, Đường Mộc Tuyết hoảng sợ. Tuy nhiên, nhóm nhân viên bảo vệ tỏ vẻ lạnh lùng, muốn cưỡng ép ném cô ra ngoài.
kít. Tuy nhiên đúng lúc này, Nai 15 đã nhanh chóng đến, Dương Tiêu không hề do dự bước xuống xe, lao thẳng vào trong tập đoàn Đề Hảo. Đường Long tùy ý cười lớn, Đường Mộc Tuyệt, sợ rồi chứ, kinh hãi rồi chứ, biết trước kia tôi tuyệt vọng thế nào rồi chứ. Ha ha ha, Han, cô xong rồi, cô hoàn toàn xong rồi. Nhìn Đường Mộc Tuyệt giống như một con chim sợ hãi, trong xương cốt Đường Long toát ra vẻ hoang sơ nguyên thủy, như thể anh ta không thể chờ đợi nổi muốn nhìn thấy cảnh Đường Mộc Tuyệt sinh non mà chết. Không, không được, các người không được nghe anh ta nói, anh ta đang xúi dục diệt người, vắng chán trăng như tuyết của Đường Mộc Tuyệt xuất hiện tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ, cô đang mang thai con của Dương Tiêu, tuy chưa lâu nhưng cơ thể cô không thể chịu được va chạm mạnh. Nếu cô thật sự bị đám người này ném ra ngoài, lỡ thật sự sảy thai, hậu quả đối với Đường Mộc Tuyệt thật sự không thể tưởng tượng nổi. Như đã biết, thời điểm này là lúc thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ. Cho dù không động đến thai, lỗ ép đến đứa bé, khiến đứa bé phát triển xuất hiện dị tật, Đường Mộc Tuyệt nhất định sẽ rất đau lòng. Đây là đứa con đầu lòng của cô và Dương Tiêu, tuyệt đối không thể xảy ra tai nạn gì. Bắt cô ta, Đường Long vẫy tay kêu lên. Chuyện này, không tốt lắm đâu. Cuối cùng nhân viên bảo vệ đứng đầu dao động. Đường Mộc Tuyệt là phụ nữ, đã vậy còn đang mang thai, làm chuyện đó với một người phụ nữ đang mang thai thực sự rất tàn nhân. Đường Long hừ lạnh, không tốt lắm. Sao, các người định chồng lại tôi hả? Biết tôi có thân phận gì không? Tôi là trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hảo. Vừa nãy Đường Mộc Tuyệt tùy ý làm nhục tập đoàn Đề Hảo chúng ta, tôi đang bảo vệ danh dự của tập đoàn Đề Hảo, chẳng lẽ các người còn dám làm trái ý? Để đối phó với Đường Mộc Tuyệt, Đường Long tàn nhân, thậm chí anh ta còn trở nên điên loạn. Chỉ cần có thể nhằm vào Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyệt, anh ta có thể nói ra bất cứ loại vu khống nào. Nói bậy, Đường Long anh nói bậy. Đường Mộc Tuyệt lo lắng nói. Bắt cô ta lại, còn dám làm trái ý, cẩn thận tôi lột sạch lớp da trên người các người, Đường Long mắng. Bắt cô ấy lại, nhân viên bảo vệ đứng đầu tê dại ra đầu nói. Quan lớn cấp một ép chết người ta, hiện tại Đường Long là trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hảo, bọn họ không dám xúc phạm Đường Long. Nếu xúc phạm Đường Long, có thể Đường Long sẽ âm thầm gây rồi với họ, họ sẽ không bao giờ chịu được. Cô Đường, mời hợp táo. Hai nhân viên bảo vệ bước tới, trực tiếp đè vai Đường Mộc Tuyệt, muốn ném Đường Mộc Tuyệt ra ngoài. Đường Long tùy ý cười lớn nói, phải như vậy, đúng rồi phải như này, ném mạnh vào, ném mạnh cho tôi, ném cô ta động thai, ném tới mất mạng. Đường Long, anh thật sự điên rồi. Đường Mộc Tuyệt sợ hãi nói. Cô không ngờ Đường Long lại nổi điên đến mức này, vì để trả thù cô và Dương Tiêu, lại không có lương tâm động đến đứa trẻ trong bụng cô. Trong tình thê cập bách, tình cảm mẹ con mãnh liệt trào ra từ người Đường Mộc Tuyệt, Đường Mộc Tuyệt không quan tâm đến thứ khác, cô cắn vào cánh tay của một nhân viên bảo vệ. Ói, nhân viên bảo vệ bị Đường Mộc Tuyệt cắn bị đau nhanh chóng bỏ vai Đường Mộc Tuyệt ra. Nhân cơ hội này, Đường Mộc Tuyệt nhanh chóng tìm cơ hội chạy thoát khỏi hiện trường. Cho dù không thể hợp tác với tập đoàn Đề Hảo, cô cũng phải rời đi an toàn, không thể để con của Dương Tiêu phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Khốn kiếp, còn dám cắn người. Thật sự chán sống, lên, mẹ kiếp lên hết cho tôi, Đường Long nhìn thấy thế tức giận hét lên. Lên, nhân viên bảo vệ đứng đầu tỏ vẻ lạnh lùng. Cộp 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 cộp. Trong tích tắc, ít nhất một chục nhân viên bảo vệ lao về phía Đường Mộc Tuyệt. Bắt cô ta lại, Đường Long lại hét lên. Bên kia người đông thêm mạnh, cộng thêm Đường Mộc Tuyệt là con gái, sao cô có thể là đối thủ của mười mấy người đàn ông khỏe mạnh này. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ngay sau đó, Đường Mộc Tuyệt bị ép nằm trên mặt đất, cô thật sự rất nhét nhác, không biết dây chun rơi xuống từ khi nào, bây giờ tóc tai Đường Mộc bù xù, trên mặt tràn đầy đau đớn. Đường Long tức giận tiên lên túm tóc Đường Mộc Tuyệt, em gái Mộc Tuyệt, chạy đi, sao cô không chạy nữa? Cắn người đúng không? Nào, tiếp tục cắn đi. Chát! Trong mắt Đường Long hiện lên vẻ sắc bén, anh ta tát vào gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyệt. Đường Long, anh thật sự khốn nạn. Đường Mộc Tuyệt căm hận nói. Tôi khốn nạn, vậy sao? Cô nói lại lần nữa xem L, Đường Long tức giận. Chát chát! Một tay túm tóc Đường Mộc Tuyệt. Còn tay kia Đường Long tát vào mặt Đường Mộc Tuyệt hai cái. Sảng khoái, cảm giác này quá sảng khoái. Tát vào mặt Đường Mộc Tuyệt, trong lòng Đường Long chỉ thấy sung sướng. Nếu đánh không phải Đường Mộc Tuyệt mà là Dương Tiêu thì hiệu quả còn tốt hơn. Dù vậy, có thể xử lý Đường Mộc Tuyệt,
trong lòng Đường Long cũng rất hả hê niềm vui tràn trề. Anh khốn nạn, trong xương cốt Đường Mộc Tuyết không khuất phục. Khốn nạn đúng không? Trong mắt Đường Long lóe lên một tia lạnh lẽo, anh ta nắm chặt tay đấm vào bụng của Đường Mộc Tuyết. Khụ khụ ồ, bị Đường Long đấm vào bụng. Đường Mộc Tuyết ho khan hai tiếng, cô rõ ràng cảm nhận được bụng dưới rất đau. Con của tôi. Đường Mộc Tuyết không quan tâm đến đau đớn của bản thân, cô chỉ lo đứa con trong bụng có bị thương hay không. Đâm được một cú, Đường Long có cảm giác báo thù vô cùng thỏa mãn, ánh mắt anh ta lạnh lùng. Đường Mộc Tuyết à, Đường Mộc Tuyết, tôi và cô vốn cùng cội nguồn, nhưng đáng tiếc cô cưới nhầm người. Chớ để tôi thấy Dương Tiêu, nếu không, tôi sẽ khiến anh ta muôn sông không được muốn chết không sao nghỉ. Nể mặt tôi và cô cùng chảy chung dòng máu nhà họ Đường, tôi tạm tha tha chết cho cô, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Xét cho cùng đây là tập đoàn Đề Hào, Đường Long vừa mới nhậm chức không lâu, anh ta cũng không dám làm âm một trong tập đoàn Đề Hào. Ném đi, nhân viên bảo vệ đứng đầu bị ép buộc đành phải ra lệnh. Đường Long, anh thật sự là đồ khốn nạn, Đường Mộc Tuyết sợ hãi tuyệt vọng. Lúc này, tình cảm mẹ con mạnh mẽ tuôn ra từ trong người Đường Mộc Tuyết. Cô nhìn chằm chằm Đường Long với ánh mắt căm hận. Nếu đứa bé vì cú đấm của Đường Long mà có điều gì bất thường, cô sẽ không bao giờ tha cho Đường Long. Đường Long dương dương tự đắc, Đường Mộc Tuyết, tức giận không? Hỏi cô tức giận không đó. Đáng tiếc Dương Tiêu là đồ vô dụng, hiện tại tôi có tập đoàn Đề Hào là chỗ chống lưng lớn, anh ta có thể làm gì tôi? Ném đi, ai dám ném thử xem L. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát tức giận đột nhiên vang lên, chỉ thấy Dương Tiêu đen mặt nhanh chóng đi tới. Dương Tiêu, nhìn thấy rõ người đi tới, hai mắt Đường Long gần như bốc cháy, anh ta hung hăng hét lên, tốt. Tốt lắm. Rất tố ti cuối cùng anh cũng xuất hiện. Dương Tiêu, tôi đã đợi ngày này rất lâu, người đâu, mau bắt tên khốn này cho tôi. Hôm nay tôi sẽ tự tay hành hạ anh ta đến chết. Giờ phút này, Đường Long vô cùng vui vẻ. Trên mặt lộ ra vẻ căm hận nham hiểm nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Như thể lần này Dương Tiêu hoàn toàn rơi vào tay anh ta, như thể lần này Dương Tiêu phải nợ máu trả bằng máu trước mặt anh ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe vậy, nhóm nhân viên bảo vệ có mặt tại hiện trường đều run rẩy điên cuồng. Đường Long nói gì, bắt Dương Tiêu, xếp Dương. Hành hạ Dương Tiêu, xếp Dương đến chết. Những người khác không biết thân phận của Dương Tiêu, nhưng là nhân viên bảo vệ bọn họ biết rất rõ. Nhìn trạng thái thê thảm của Đường Mộc Tuyết, rồi lại nhìn vết tát đỏ tươi trên mặt Đường Mộc Tuyết, khuôn mặt Dương Tiêu lộ ra vẻ tức giận, sau đó lại trở nên bình tĩnh đến mờ mịt. Ai cũng có thể nhìn ra, tất cả đều là yên lặng trước cơn bão. Thả cô ấy ra, Dương Tiêu thờ ơ nói. Vâng, nhóm nhân viên bảo vệ không dám do dự, lập tức thả Đường Mộc Tuyết ra. Đường Long như gặp ma, anh ta tức giận hét lên, mẹ kiếp. Ai cho các người thả con đĩ y này, ai cho các người thả con đĩ này. Bắt lại, mau bắt hết bọn họ cho tôi. Nghe thấy tiếng gầm của Đường Long, nhóm nhân viên vệ nhìn Đường Long bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó là ánh mắt quan tâm chăm sóc người thiểu năng. Ngay cả Dương Tiêu xếp Dương cũng dám xúc phạm, Đường Long này không muôn sông đúng không? Đồng thời, bọn họ không rét mà run. Bởi vì tên ngốc Đường Long này. Bọn họ đã xúc phạm Đường Mộc Tuyết, nếu Sếp Dương tức giận, bọn họ sẽ không chịu nổi. Mẹ kiếp, nghĩ đến đây, nhóm người lập tức, tiến bới tất cả 18 đời tổ tiên của Đường Long. Dương Tiêu yêu Đường Mộc Tuyết đến nhường nào, ông trời cũng biết. Cho dù Dương Tiêu không tự mình diễn đạt, ánh mắt của anh đã nói lên điều đó. Tất cả bọn họ đều có thể nhìn ra, ánh mắt của Dương Tiêu đầy yêu thương và đau lòng. Tai các người mọc lông hết hả? Không nghe tôi nói gì hả? Bắt lại. Mau bắt bọn họ lại cho tôi, Đường Long lại rống lên. Anh ta vừa mới làm trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hào cách đây không lâu, cộng thêm xếp Dương Vân luôn bí ẩn đã bí mật đổi từ Dương Tuyết Ly thành Dương Tiêu, ai không đều có thể cho rằng đó là cùng một người. Bộp. Ngay lúc Đường Long đang giận dữ gầm lên, Dương Tiêu đi qua tát mạnh vào mặt già của Đường Long. Phụt. Bị Dương Tiêu tát mạnh vào mặt, Đường Long hoàn toàn không chịu nổi lực lượng to lớn kia. Anh ta rụt cổ thân thê đập xuống đất, phun ra toàn bộ nước miếng trộn với máu. Choáng váng, bị Dương Tiêu tát vào mặt, Đường Long hoàn toàn choáng váng. Dương Tiêu nhặt dây chun trên mặt đất, đến gần Đường Mộc Tuyết trìu mến nói, xin lỗi Mộc Tuyết, anh đến muộn. Không muộn, không muộn chút nào.
Nhìn Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết lộ ra một nụ cười yên tâm. Như thể chỉ cần Dương Tiêu đến, cho dù trước mặt là vực sâu thăm thắm cô cũng không sợ. Dương Tiêu tiến lên buộc lại mái tóc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, anh trực tiếp ôm lấy thân thể gợi cảm của Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, anh đưa em đến bệnh viện. Vâng, Đường Mộc Tuyết được Dương Tiêu nhẹ nhàng bê lên, trong lòng cô tràn đầy ấm áp. Ôm Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu không hề do dự bước ra khỏi tập đoàn Đề Hào. Đường Mộc Tuyết bị kinh hãi không nhỏ, hơn nữa còn bị thương, cô cần phải khám toàn thân. Mặc dù Dương Tiêu có kỹ năng y tế tốt, nhưng dùng các thiết bị chuyên nghiệp kiểm tra Dương Tiêu sẽ yên tâm hơn. Trong ánh mắt quan sát của mọi người, Dương Tiêu ôm Đường Mộc Tuyết rời đi. Đối với Dương Tiêu, sự an toàn của Đường Mộc Tuyết luôn đặt lên hàng đầu. Cho dù Đường Long rất đáng hận, nhưng trước khi xử lý Đường Long, Dương Tiêu cần phải xác định cơ thể của Đường Mộc Tuyết không bị tổn hại dù là nhỏ nhát. Nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Tiêu, Đường Long ôm mặt tức giận gầm lên, một lũ khốn nạn, còn ngây ra làm gì? Không thấy anh ta hành hung người khác hả? Tôi đã bị anh ta đánh chảy máu, lên, mẹ kiếp lên hết cho tôi, các người là lợn hả? Đau buồn và phẫn nộ, Đường Long thật sự đau buồn và phẫn nộ cứ tưởng bắt được Dương Tiêu dễ như trở bàn tay, nhưng, ai ngờ nhóm nhân viên bảo vệ lại chẳng làm được gì, thân thể như bị cô định, chỉ đứng nhìn anh ta bị Dương Tiêu đánh. Đưa tay sờ lên khóe miệng, Đường Long nhìn, thật sự có rất nhiều máu. Nghĩ đến vì Dương Tiêu mà mình phải chịu khô, Đường Long không thể chờ được muôn dê chê Dương Tiêu báo thù rửa hận. Trông chừng tên khốn kiếp này cho. Tôi, Dương Tiêu không quay đầu lạnh nhạt nói. Mặc dù giọng nói của Dương Tiêu rất lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa ý định dê người sâu xa. Đường Long, cầu nguyện đi. Nếu Đường Mộc Tuyết có bất cứ chuyện gì, tôi Dương Tiêu hôm nay sẽ đập xác anh thành vạn mảnh. Dương Tiêu ôm Đường Mộc Tuyết lên Nai 15, anh không hề do dự đạp ga tới bệnh viện gần nhất. Trong xe, Dương Tiêu dịu dàng nói, Mộc Tuyết, đau không? Bụng hơi đau, Đường Mộc Tuyết đỏ mắt nói. Cho dù là họ hàng thân thích đi chăng nữa, thì lúc này Đường Mộc Tuyết cũng hận Đường Long đến tận xương tủy. Dám động vào con cô, bất kệ là ai, từ nay về sau Đường Mộc Tuyết sẽ không bao giờ cho người đó sắc mặt tốt nữa. Tim của Dương Tiêu đau nhói như bị kim đâm. Mộc Tuyết, em kiên trì một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Vâng, vầng trán trắng nhõn của Đường Mộc Tuyết lắm tắm mỏ hôi lạnh. Dương Tiêu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang rỉ máu. Dám động vào Đường Mộc Tuyết, dám động tay với con anh, Đường Long này thật sự không muôn sông. Bên trong tập đoàn Đề Hào, một nhân viên bảo vệ nhìn Đường Long nói, đội trưởng, bây giờ nên làm gì mới tốt? Hình như cô gái đó là vợ của sếp Dương chúng ta. Mẹ kiếp, còn cần cậu nói hả? Là heo cũng có thể nhìn ra được, tên cháu trai Đường Long này quá đáng ghét. Nếu không phải tên cháu trai Đường Long này, chúng ta cũng đã không phải cá trong chậu gặp nạn, đội trưởng đội bảo vệ thực sự hận Đường Long. Đội trưởng, anh nói xem chúng ta có gặp nạn giống Đường Long không? Một nhân viên bảo vệ yêu ớt hỏi. Vẻ mặt đội trưởng đội bảo vệ rất bất lực, trong chuyện này từ đầu đến cuối đều do Đường Long bảo chúng ta làm, thật ra cũng không. Liên quan đến chúng ta mây. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thổ bạo với cô Đường, cứ nhìn sếp Dương xem thế nào, nếu sếp Dương giận lây chúng ta, chỉ có thể trách mạng chúng ta khối. Trước mắt cứ trông chừng tên cháu trai Đường Long này, chắc chắn sếp Dương sẽ không tha cho anh tai. Nhóm nhân viên bảo vệ lần lượt gật đầu, bọn họ đều dùng ánh mắt không tử tế nhìn Đường Long. Nếu không phải lát nữa Dương Tiêu muốn tìm Đường Long gây phiền, bọn họ đã xông lên đánh Đường Long đến mức cha mẹ của anh ta cũng không nhận ra. Một giờ sau, bệnh viện nhân dân số 1D đôi Dương Tiêu hỏi, bác sĩ, Mộc Tuyết nhà tôi sao rồi? Chào anh Dương, sức khỏe của cô Đường cũng không có gì lo ngại, nhưng lần này cô Đường bị kinh hãi không nhỏ, trước mắt vẫn nên nằm viện theo dõi, bác sĩ chính nói thật. Nghe nói thân thể Đường Mộc Tuyết đã ổn, lúc này Dương Tiêu mới như được chút gánh nặng. Nếu cơ thể của Đường Mộc Tuyết có bất kỳ sự cố nào, Dương Tiêu là chồng trong lòng anh không thể yên tâm. Đến phòng bệnh, Đường Mộc Tuyết tái nhợt đang nằm trên giường bệnh, Đường. Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu, cô chờ mong hỏi, Dương Tiêu, con của chúng ta không sao chứ? Mộc Tuyết đừng lo lắng, bác sĩ nói không sao, Dương Tiêu bước tới, nắm những ngón tay mảnh mai của Đường Mộc Tuyết an ủi. Vậy thì tốt, Đường Mộc Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiêu an ủi Đường Mộc Tuyết, sau đó anh đứng dậy nói, Mộc Tuyết. Anh ra ngoài một lát, sẽ trở về ngay. Dương Tiêu, anh định làm gì? Đường Mộc Tuyết có hơi không nỡ nói.
Ánh mắt Dương Tiêu chọt lạnh, không làm gì, chỉ muôn người nào đó nợ máu trả bằng máu. Đúng vậy, xác định Đường Mộc Tuyết phân ôn, Dương Tiêu muốn Đường Long hiểu hành vi của anh ta ngu ngốc đến mức nào. Lát nữa ổ thủ hận, phải rửa máu, phải trải. Đường Mộc Tuyết hé mở đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cuối cùng cô nhìn bóng lưng của Dương Tiêu nhưng lại không nói gì. Lần này, Đường Long đánh cô rất mạnh, điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến điểm mấu chốt của Đường Mộc Tuyết. Về phần Đường Mộc Tuyết, cho dù là ai, chỉ cần dám làm tổn thương con của cô, Đường Mộc Tuyết sẽ coi người đó là kẻ thù. Tuy Đường Long là họ hàng, nhưng lần này Đường Mộc Tuyết thật sự rất thất vọng về Đường Long. Sau khi rời bệnh viện nhân dân số 1 Đề Đô, Dương Tiệu lái Nai 15 đi về phía tập đoàn Đề Hào. Bên trong tập đoàn Đề Hào. Làm gì, các người định làm gì? Giam giữ tôi, các người lại muốn giam giữ tôi. Các người điên rồi hả? Các người biết tôi là ai không? Mẹ kiếp, tôi là trưởng đoàn đàm phán của tập đoàn Đề Hào, lương hàng năm của tôi là hàng chục triệu tệ, bọn chó canh cửa các người lại dám nhắm vào tôi. Đờ mò, thằng Dương Tiêu kia là cái thá gì? Các người lại có thể vì Dương Tiêu mà giam giữ tôi. Tôi muốn kiện các người, tôi muốn kiện các người, tôi muốn gặp sếp Dương, tôi muốn gặp sếp Dương kiện các người. Đường Long bị nhóm nhân viên bảo vệ bắt nhốt, anh ta vô cùng tức giận. Đúng lúc này, Dương Tiêu lái Nai 15 đến tập đoàn Đề Hào. Nghe thấy tiếng quát của Đường Long, Dương Tiêu cười lạnh nói với đội trưởng đội bảo vệ, gặp sếp Dương. Được, mang anh ta đến phòng làm việc của tôi. Nói xong, Dương Tiêu dẫn đầu trở lại văn phòng chủ tịch. Tôi muốn gặp sếp Dương, tôi muốn kiện các người, Đường Long tiếp tục hét lên. Cót két. Đột nhiên cửa bị mở ra, đội trưởng đội bảo vệ nói với Đường Long, đi ra cho tôi. Làm gì, các người muốn làm gì? Đường Long cảnh giác. Đội trưởng đội bảo vệ lạnh lùng nói, không Pê Hải anh muốn gặp sếp Dương sáo. Đi, tôi đưa anh đi gặp sếp Dương. Gặp sếp Dương, quá tốt, các người xong rồi. Tất cả các người xong rồi, chờ gặp được sếp Dương, xem tôi kiện các người như thế nào. Đường Long phẫn nộ nói. Như thế nhóm nhân viên bảo vệ này giúp Dương Tiêu giam giữ anh ta là chuyện tội ác tày trời, như thế nhóm nhân viên bảo vệ này giúp Dương Tiêu giam giữ anh ta là đang chơi với lửa. Chờ anh ta gặp được sếp Dương Thần Long thầy đầu không thấy đuôi của tập đoàn Đề Hào, nhóm người này sẽ xong đời. Cóc cóc cóc. Đội trưởng đội bảo vệ và nhóm nhân viên bảo vệ nhanh chóng đưa Đường Long tới cửa văn phòng chủ tịch, đội trưởng đội bảo vệ gõ cửa. Vào, nghe thấy tiếng gõ cửa Dương Tiêu rừng rưng nói. Sao giọng nói này có chút quen tai? Đường Long nghe xong, anh ta nhướng mày. Vào đi, đội trưởng đội bảo mở cửa, lạnh nhạt nói với Đường Long. Sếp Dương phía sau tập đoàn Đề Hào vẫn luôn thầy đầu không thấy đuôi, Đường Long không hề liên tưởng sếp Dương bí ân với Dương Tiêu. Anh ta cười dữ tợn, như thế lát nữa gặp được sếp Dương bọn nhân viên bảo vệ này sẽ phải trả giá đất. Mở cửa, Đường Long ngẩng đầu nhìn chỉ thấy sau lưng ghế ông chủ, Đường Long hoàn toàn không nhìn thấy mặt của Dương Tiêu. Đường Long không khỏi kinh ngạc, không hồ là sếp Dương, loại hơi thở này quá mạnh. Dù sao cũng là phòng làm việc của chủ tịch nên Đường Long không dám nhìn lung tung. Đội trưởng đội bảo vệ kính cẩn nói, sếp Dương, tôi đã đưa người tới. Dương Tiêu cầm tách trà nhẹ nhàng nói. Đường Long sợ nhóm nhân viên bảo vệ này vạch tội mình, nên anh ta đã phủ đầu trước. Sếp Dương, mong anh đừng nghe lời gièm pha của kẻ sâu. Vừa rồi tập đoàn Tuyết Tiêu ở Trung Nguyên xa xôi kia muốn hợp tác với chúng ta, nhưng họ đặt cược cho chúng ta quá thấp. Tôi nói không được, thì Đường Mộc Tuyết kia sỉ nhục tập đoàn Đề Hào là đồ rác rưởi, chỉ là đồng cứt. Thuộc hạ tức giận lý luận, còn đi Đường Mộc Tuyết kia còn xúc phạm Sếp Dương và cả gia đình anh. Nói cả nhà anh là cặn bã, tất cả đều là cặn bã mắt trí. Vì thế thuộc hạ mới bảo nhân viên bảo vệ đuôi cô ta ra ngoài. Ai ngờ nhân viên bảo vệ nội bộ của chúng ta cấu kết với nhau, khi Dương Tiêu chồng của con đi Đường Mộc Tuyết kia tới, còn đánh thuộc hạ, mang trong mắt anh ta tập đoàn Đề Hào chỉ là cải rắm, anh ta trò sẽ đập nát tập đoàn Đề Hào. Giờ phút này, nước miếng Đường Long bay tung tóe, anh ta chê Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đến cực điểm. Như thể tất cả những điều này là lỗi của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, không liên quan gì đến anh ta. Thật sao, Dương Tiêu quay lưng nói với Đường Long, anh nghe xong lập tức cười khẩy. Đường Long giả vờ rất đau lòng và phẫn nộ, đúng vậy, sếp Dương, thật sự quá đáng. Tôi chưa từng thấy một người hung hăng càn quấy ngang ngược như vậy. Anh chắc chứ, hai mắt Dương Tiêu đông cứng lại. Đường Long tức giận nói, sếp Dương, tôi rất chắc chắn.
giọng điệu của anh ta chắc chắn, như thể chỉ cần hát tất cả chậu phân lên đầu Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, anh ta sẽ thực sự gối cao đầu không lo. Anh thật sự rất chắc chắn, Dương Tiêu hỏi lại. Sếp Ni, tôi thật sự rất chắc chắn. Vẻ on ngay khi lời nói của Đường Long vừa cất lên lần nữa, Dương Tiêu ngồi trên ghế của ông chủ đột ngột xoay người, sắc mặt anh u ám lập tức nhìn thăng vào Đường Long. Tôi thật sự rất chắc, đờ mờ. Đường Long chưa kịp nói xong, Đường Long vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dương Tiêu đã giật mình, anh ta hét lên như nhìn thấy ma, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Đường Long tưởng mình hoa mắt, anh ta kinh hãi hét lên, Dương Tiêu. Sao anh lại ngồi ở chỗ này? Tại sao tôi không thể ngồi ở đây? Dương Tiêu hỏi. Đường Long như nghĩ ra điều gì đó, anh ta cười điên cuồng nói, tôi biết. Anh đang giả làm sếp Dương, người đâu, bắt anh ta lại cho tôi. Tháng vô dụng nhà anh dám giả làm sếp Dương, anh chết chắc rồi. Đây là tập đoàn Đề Hào, anh dám dương oai trong tập đoàn Đề Hào, anh xong đời rồi. Hả, nhóm nhân viên bảo vệ nhìn Đường Long như sắp phát điên, khóe miệng không kìm được co rút. Đường Long nhìn đội trưởng đội bảo vệ không nhúc nhích, bắt anh ta, các người còn ngây ra đó làm gì? Bắt anh ta. Đường Long, trước khi ra ngoài anh quên uống thuốc à, đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói. Anh có ý gì? Đường Long nhíu mày hỏi. Dương Tiêu cười khẩy, xem ra Đường Long Đường Tông của chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Tới, nói cho Đường Tổng của chúng ta biết, rốt cuộc tôi là ai? Anh ta là ai? Đường Long cũng rất tò mò hỏi. Đội trưởng đội bảo vệ nghiêm nghị nói, Đường Long, nói thật với anh, đây là ông chủ đứng sau tập đoàn Đế Hào, Dương Tiêu xếp Dương. Ngay sau đó, đội trưởng đội bảo vệ nhìn Dương Tiêu kính cẩn nói, thuộc hạ kính chào xếp Dương. Thuộc hạ kính chào xếp Dương. Thuộc hạ kính chào xếp Dương. Trong phút chốc, nhóm nhân viên bảo vệ do đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu lần lượt kính chào Dương Tiêu. Hải. Xếp Dương. Dương Tiêu là xếp Dương bí ẩn đứng sau tập đoàn Đề Hào. Đường Long há to miệng, giống như mặc xương cá, trong cổ họng như bị đâm. Dương Tiêu là chủ của tập đoàn Đế Hào. Điều này, làm sao có thể? Trong phút chốc, Đường Long như bị sét đánh giữa trời xanh, anh ta không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mà Dương Tiêu lại nhập một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà xuông, chậm rãi đứng lên, lấy một chai rượu đỏ từ trong tủ rượu trong phòng làm việc. Anh nhìn chằm chằm Đường Long bằng đôi mắt thâm thúy rồi đưa tay ra, tới, qua đây, do đâu về phía trước một chút, yên tâm, tôi ra tay rất nhanh, một nhát vào đầu, chắc cũng không đau quá đâu. Không biết tại sao lúc này trong lòng Dương Tiêu không tức giận lắm, thậm chí còn không nổi lên quá nhiều tức giận. Giờ phút này, trong lòng Dương Tiêu chỉ có lạnh lẽo vô tận cùng máu lạnh. Đúng vậy, chủ yếu là máu lạnh. Sau sự việc này, Dương Tiêu đã thực sự hiểu tại sao Dịch Thập lại máu lạnh như vậy. Và bây giờ anh thực sự cũng cảm thấy như vậy. Khi người mình yêu bị tổn thương, tức giận không còn thể hiện được sự tức giận của một người, chỉ có máu lạnh vô tận mới là minh chứng thích hợp nhất. Con người không tàn nhẫn, không thể đứng vững. Chỉ có biến bản thân trở nên máu lạnh và tàn nhẫn mới có thể làm nên chuyện lớn, có được chỗ đứng trên thế giới. Người không xúc phạm tôi không xúc phạm người. Nếu ai đó xúc phạm tôi, nhổ cỏ tận gốc. Biến chất. Lúc này tâm trạng của Dương Tiêu biên đổi nghiêng trời lệch đất. Cũng giống như Lý Thần Chiến, đời đời nhà họ Lý đã trung thành với nhà họ Liễu đã mang lại phản hồi gì cho Lý Thần Chiến? Chỉ vì Lý, Thần Chiến có thân phận tôi tớ, khi nảy sinh tình cảm thì chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện này thật đáng buồn và nực cười làm sao? Chỉ có khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, mình mới có thể có đủ sức mạnh bảo vệ những người thân yêu của mình. Chỉ có khiến bản thân trở nên máu lạnh. Mình mới có thể khiến những kẻ xấu đó nghe thấy đã sợ vỡ mật. Nào, bảo đảm sẽ không đau, đến. Dương Tiêu lại vây tay với Đờ Ân Long. Anh đã cho Đường Long rất nhiều cơ hội, mà mỗi lần Đường Long càng muốn tìm chết hơn, không cần phải giữ lại một người như Đường Long, nếu không sẽ mang đến tổn hại không ngờ cho những người xung quanh. May mắn lần này Đường Mộc Tuyết và đứa bé đều không sao, lỡ xảy ra tai nạn thì dù có chém Đường Long 1000 nhát dao cũng không đủ dập tắt cơn tức giận vô tận trong lòng Dương Tiêu. Trưởng thành, sau sự việc này, Dương Tiêu thực sự đã trưởng thành rất nhiều, tính cách của anh cũng thay đổi rất nhiều. Không, đừng, tôi sai rồi, Dương Tiêu, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi thật sự không dám nữa, Đường Long hoảng sợ nói. Giờ phút này, cả tam quan của Đường Long đều lộn xộn.
Anh ta không biết Dương Tiêu lại đột nhiên trở thành người đứng đầu tập đoàn Đề Hào từ khi nào. Nhưng Đường Long có thể chắc chắn, Dương Tiêu sẽ lấy thân phận chủ của tập đoàn Đề Hào làm khó anh ta tuyệt đối không thể ngăn cản. Điều quan trọng nhất là Dương Tiêu rất yêu Đường Mộc Tuyết, lần này anh ta động tay với Đường Mộc Tuyết, vô hình xúc phạm phòng tuyến cuối cùng của Dương Tiêu. Vẻ mặt Dương Tiêu càng bình tĩnh, trong lòng Đường Long càng sợ hãi. Bởi vì anh ta hiểu sâu sắc, trước sông bão đều là bình yên. Tốt, anh không tới đúng không? Vậy tôi sẽ đi qua, Dương Tiêu cầm chai rượu đỏ chậm rãi đi về phía Đường Long. Nhìn chằm chằm bước chân đang tới gần của Dương Tiêu, trái tim Đường Long run mạnh. Dường như mỗi bước đi của Dương Tiêu, thần chết ngày càng đến gần anh ta hơn. Phỉ chi cuối cùng, Đường Long không còn kìm chê được sợ hãi trong lòng, đầu gội mềm nhũ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Anh ta nhìn Dương Tiêu trong mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Dương Tiêu, xếp Dương, tôi sai rồi, tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi Mộc Tuyết. Vốn là người cùng một gốc, sao nỡ lòng thiêu đốt nhau. Trên người tôi chảy, dòng máu của nhà họ Đường, tôi và Mộc Tuyết có quan hệ huyết thống. Tôi sai rồi, tôi thực sự biệt sai rồi. Sao nỡ lòng thiêu đốt nhau, Dương Tiêu cười lạnh, anh lại khinh thường, lời này nói ra từ trong miệng anh thật là chó trêu. Vèo Ly rút lời. Một luồng khí chữa từng có trào ra từ người Dương Tiêu. Đường Long sợ tới mức rùng mình, anh ta tái mặt nói, xếp Dương, tôi sai rồi, tôi thật sự biệt sai rồi, xin anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân thả tôi như cái giam đi. Thả, Đường Long, tôi cho anh cơ hội hết lần này tới lần khác, anh không trân trọng, bây giờ anh nói sai với tôi. Rất xin lỗi, muộn rồi, ánh mắt Dương Tiêu léo lên ánh sáng lạnh. Bóp, y. Ngay sau đó. Dương Tiêu nắm chặt chai rượu đỏ, đập mạnh xuống đầu Đường Long. Sức lực của anh rất lớn, khoảnh khắc chai rượu đỏ cứng rơi xuống đầu Đường Long, cả chai rượu đỏ vỡ tung. Ói in đầu nở hoa, Đường Long đột nhiên hét lên như heo bị dê. Anh ta che đầu, thân thể gục xuống đất tại chỗ, máu đỏ sậm trộn cùng rượu đỏ rơi tí tách. Đầu óc Đường Long ong ong, anh ta chỉ cảm thấy đầu gần như nổ tung. Vẻ mặt Dương Tiêu bình tĩnh, lạnh lùng nói, kéo anh ta lên cho tôi. Vâng, nhóm nhân viên bảo vệ nhanh chóng bước tới nâng Đường Long lên khỏi mặt đất. Cảm nhận được ý định dê người rào rạt, Đường Long hoàn hôn, anh ta kinh hãi nói, Dương Tiêu, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi thật sự không dám nữa, xin hãy tha cho tôi. Tha, may hôm nay Mộc Tuyết và con đều không sao, nếu mẹ con cô ấy xảy ra chuyện. Ai sẽ tha cho bọn họ, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Đường Long lo lắng đến mức nước mắt suýt trào ra, xin lỗi. Tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi bị ám ảnh, tôi không bằng gia súc. Bây giờ, tôi thật sự biệt sai rồi. Nói lời này có muộn quá không? Dương Tiêu giơ năm đâm đập vào bụng của Đường Long. Cú đâm này, Dương Tiêu hoàn toàn không nhẹ tay, cho dù anh đấm quả đâm bình thường, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Phụt nắm đấm rơi xuống, Đường Long chỉ cảm thấy bụng như bị đầu trâu húc mạnh, khí huyết trào dâng, khóe miệng ngòn ngọt, nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Nôn ngụm máu, Đường Long rơi vào trạng thái vô cùng thê thảm. Bóp bóp. Ngay sau đó, Dương Tiêu trở tay tát vào mặt Đường Long hai cái. Thích đánh người khác đúng không? Đánh người khác rất sung sướng đúng không? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Nghĩ đến vết hằn trên gương mặt ngọc của Đường Mộc Tuyết, ánh mắt Dương Tiêu nhìn chằm chằm Đường Long càng âm hiểm. Bóp 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 bóp. Trong phút chốc, Dương Tiêu đánh liên tục, anh không biết đau. Cái tát rơi xuống mặt Đường Long như mưa. Trong ánh mắt của mọi người, Đường Tin bị đánh mặt mũi như đầu heo. Khi Dương Tiêu dừng lại, Đường Long rên rỉ, mặt mũi in hắn vô sò vết tát. Đường Long kinh hãi nói, Dương Tiêu, xin lỗi, tôi không nên làm tổn thương Mộc Tuyết, nếu không bây giờ tôi quỳ xuống xin Mộc Tuyết lùa thứ cho tôi. Quên đi, anh đi đi, Dương Tiêu mệt mỏi xua tay. Cái gì, y anh đi đi. Đường Long không dám tin vào tai mình, anh nói gì, anh muốn thả tôi đi. Đi đi, Dương Tiêu lại xua tay. Nhóm nhân viên bảo vệ không ngờ Dương Tiêu lại để cho Đường Long đi, Đường Long kích động giãy giụa, anh ta vội đẩy cửa phòng chủ tịch chạy về phía bên ngoài tập đoàn Đề Hào, sợ Dương Tiêu sẽ hối hận gây rắc rối cho anh ta. Mẹ kiếp, Dương Tiêu, mày dám đối xử với ông đây như thế, ông đây sẽ khiến mày trả lại gấp ngàn lần. Còn con đi Đường Mộc Tuyết kia nữa. Tôi Đường Long, một ngày nào đó sẽ khiến hai người muôn sông không được muôn chết không xong, các người chờ đấy, sau khi chạy trốn khỏi tập đoàn Đề Hào, Đường Long tức giận hét lên. Trong văn phòng chủ tịch,
đội trưởng đội bảo vệ nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt không tin, xếp Dương, cứ để anh ta đi như vậy. Anh có biết cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta thất vọng là gì không? Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Cho người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Đội trưởng đội bảo vệ cảm nhận được sát khí trên người Dương Tiêu, như mắc thứ gì trong cô lông tơ trên người dựng lên hê. Không ổn, Đường Long sắp sau ngổ. Đường Long rông như con ngựa hoang bỏ chạy, anh ta hưng phân nói, Dương Tiêu, mẹ kiếp anh cứ chờ đây, nếu ông đây không ở được trong nước, ông đây đi nước ngoài, sớm muộn gì tôi cũng giết được các người. Như thể Dương Tiêu để anh ra đi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Vẻ on tuy nhiên, ngay khi Đường Long tưởng rằng mình đã thoát khỏi tai kiếp thì một chiếc xe màu đen bất ngờ tấn công Đường Long nhanh như chớp. Dương Tiêu, sớm muộn gì tôi cũng khiến anh quỳ trước mặt tôi hát bài ca chinh phục. Đường Mộc Tuyết, sớm muộn gì tôi cũng khiến cô quỳ trước mặt tôi nói gì nghe nấy. Các người sẽ xong đời, sớm muộn gì cũng xong đời. Tôi sẽ tra tấn các người đến chết, Đường Long này sớm muộn gì cũng sẽ hành hạ các người đến chê, Đường Long hung hăng lẫm bẩm một mình. Vui tuy nhiên đúng lúc này, chiếc xe màu đen gần như biến thành tàn ảnh màu đen y ao thẳng vào Đường Long. Hả, động cơ kêu rùm rùm ở đâu vậy? Không ổn. Khi Đường Long làm ra những cử chỉ điên rồ rồi tỉnh táo lại, anh ta phát hiện chiếc xe màu đen, mí mắt anh ta nhảy loạn lên, muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Lệ tập đoàn Đề Hào là trung tâm, vô số người ở hai bên đường nhìn thấy Đường Long bị một chiếc ô tô màu đen đâm vào người. 200-300 mã lực đâm vào Đường Long, thân hình Đường Long bị đập mạnh lên không trung như một quả bóng. Vào lúc thân thể mất đi trọng tâm trên không trung, ánh mắt, Đường Long dần dần trở nên tan rã, anh ta chỉ cảm thấy sức sống của mình hoàn toàn mất đi. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới, mình vừa có được một cuộc sống mới, do lại chào đón mình bằng một quá trình bi thảm như vậy. Cơ thể anh ta rơi xuống đất, lăn lông lốc trên đất. Ổn định thân thể, Đường Long trợn to hai mắt. Anh ta thật sự không thể tin được mình vẫn không thoát khỏi số mệnh tử vong. Dương Tiêu cho anh ta hy vọng, lại tự mang đến sự tuyệt vọng cho anh ta. Đường Long mở miệng, anh ta không phải kẻ ngốc, anh ta biết tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu sắp xếp. Chỉ là, anh ta như bị rút hết sức lực trong người, không thể nói nên lời. Vui tuy nhiên, cuộc tấn công của chiếc xe đen vẫn chưa dừng lại. Trước sự chứng kiến của vô số người, chiếc xe màu đen đã trực tiếp lăn qua bụng Đường Long. Phốc phụt phụt phụt, bụng bị trọng lượng cực lớn của chiếc xe màu đen đè lên, bụng của Đường Long trực tiếp bị nghiền nát, anh ta nôn ra máu. Đồng thời, dưới sức nặng khổng lồ, đôi chân của anh ta cũng trực tiếp bị biến dạng. Khi chiếc xe màu đen rời khỏi cơ thể Đường Long, hai mắt Đường Long đã hoàn toàn đông cứng lại, thở hổn hển. Chết, Đường Long đã chết. Cái chết của anh ta quá bi thảm, có thể nói là không còn nguyên xác. Ừng ực. Trong văn phòng chủ tịch cao cấp của tập đoàn Đề Hào, có thể chứng kiến rõ ràng cảnh tượng này qua ô cửa kính. Nhìn thấy trạng thái thê thảm của Đường Long, nhóm nhân viên bảo vệ không khỏi nuốt nước miệng. Đây là thủ đoạn của sếp Dương sao? Quá tàn nhẫn, quá đẫm máu. Dương Tiêu ngồi trên ghế ông chủ, anh lại cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Như thể cái chết của Đường Long là một chuyện tầm thường, như thể cái chết đó chỉ là của một nhân vật nhỏ có hay không cũng chẳng sao. Trên thực tế, thực sự là như vậy. Đối với Dương Tiêu, Đường Long chỉ là một nhân vật nhỏ yêu như con châu chấu. Chỉ là, vai diễn nhỏ của Đường Long đã thực sự dạy cho Dương Tiêu một bài học, giúp Dương Tiêu trải qua một sự biến đổi rất lớn. Nhìn chằm chằm Đường Long đã mất hết hơi thở, trong lòng Dương Tiêu càng ớn lạnh hơn. Cho đến bây giờ, Dương Tiêu đã dần nhận ra rằng mình muốn trở lại bình thường, những cuộc sống sẽ không bao giờ khiến cuộc sống của anh trở nên quá đơn giản. Anh là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc, và anh được biết đến như là chiến thần số một phường Đông. Đồng thời, anh cũng là chủ của Tuyệt Thê Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Trên lưng anh gánh một mối thù đẫm máu, cho đến bây giờ anh vẫn không có manh mối gì về mối thù đẫm máu của đội đặc chiến Đồng Phương Thần Ứng 5 năm trước. Đường Hạo vẫn còn sống, Dương Bân Hàn vẫn còn sống. Còn có Lucifer và rất nhiều người phản nghịch trong Tuyệt Thê Long Môn. Rất nhiều điều mà Dương Tiêu còn chưa làm được. Có lẽ, một ngày nào đó, khi tất cả những điều này lắng xuống, Dương Tiêu sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm, ở bên Đường Mộc Tuyết cho đến khi tóc trắng phủ lên mái tóc đen của anh. Sau chuyện của Đường Long, Dương Tiêu thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều, anh cũng nhận ra con đường trưởng thành của mình đầy rẫy yêu ma quỷ quái.
Mình muốn nghỉ, ít nhất phải đạt tới trình độ như Dịch Thấp, vô địch thiên hạ, không sợ thiên hạ. Kể từ bây giờ, những kẻ nhục nhã vợ, yêu của tôi, giết không thương tiếc. Kể từ bây giờ, những kẻ làm tổn thương con tôi, dê không thương tiếc. Đêm dài sắp đến, tôi sẽ canh giữ từ nay cho đến chết. Tôi, Dương Tiêu Kiệp này không xưng bá, tôi, Dương Tiêu Kiệp này không xưng vương, tôi không đội vương miện, không tranh sự ưu ái. Tôi sẽ trung thành làm nhiệm vụ của mình, sống chết tại tư. Tôi là Lý Kiện trong bóng tối, bảo vệ trên trường thành. Tôi là ngọn lửa chống lại giá lạnh, là ánh sáng của bình minh, là tiếng kèn đánh thức người ngủ, là lá chắn vững chắc bảo vệ vương quốc. Tôi cống hiến cuộc sống và vinh quang cho người gác, đêm, đêm nay như thế, mỗi đêm cũng như vậy. Tôi muốn gia đình tôi hòa thuận, tôi muốn vợ con tôi hạnh phúc, tôi muốn thế giới này tươi đẹp hơn. Sếp Dương, xin lỗi, đội trưởng đội bảo vệ nói với vẻ hối hận. Sếp Dương, xin lỗi. Ngay sau đó, nhóm nhân viên bảo vệ nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt hối hận. Dương Tiêu xua tay, thôi, người không biết không có tội, các người cũng bị Đường Long áp chế, giải tán hết đi. Sắp Dương, nghe Dương Tiêu nói, nhóm nhân viên bảo vệ đều kinh ngạc. Đường Mộc Tuyết là vợ của Dương Tiêu, họ đã xúc phạm Đường Mộc Tuyết, nhưng Dương Tiêu không làm phiền họ, điều này thật sự quá bất ngờ. Dương Tiêu lại xua tay nói, nếu trong lòng các người áy náy, hãy đem thi thể Đường Long đi xử lý đi. Vâng, sếp Dương, nhóm nhân viên bảo vệ vô cùng cảm động. Bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chăm Dương Tiêu với vẻ mặt kính sợ, lúc này trong lòng bọn họ càng cảm kích Dương Tiêu, trong lòng sinh ra một loại tin tưởng kẻ sĩ chê vì chi kỷ. Mặc dù nhóm nhân viên bảo vệ này đã mạo phạm Đường Mộc Tuyết, nhưng Dương Tiêu đã xem camera giám sát. Đám người này chỉ bị Đường Long mê hoặc, và lúc đám người này biết Đường Mộc Tuyết mang thai, họ cũng không quá thô lỗ. Thậm chí Đường Mộc Tuyết cắn cổ tay một người, nhưng không ai trong số họ đánh Đường Mộc Tuyết. Thủ phạm chính là Đường Long, hiện tại Đường Long đã chết. Anh không truy cứu quá mức sẽ chỉ chứng tỏ Dương Tiêu là người không phân rõ trăng đen. Mọi việc cần xử lý từng việc một, mà người cũng cần làm từ từ. Không gây rối với nhóm nhân viên bảo vệ này thực ra là một thủ đoạn, một loại thủ đoạn của đề vương. Dùng cái chê của Đường Long để răn đe, không gây rối cho bọn họ, như thế vừa có ơn vừa thị uy, nhóm người này ở trong tập đoàn Đề Hào sẽ càng cân trọng hơn. Đồng thời, Dương Tiêu vừa tiếp, quản tập đoàn Đế Hào, chuyện này vừa truyền ra ngoài cũng sẽ tạo nên danh tiếng tốt hơn cho anh. Tỉnh Ti Nhồ trong lúc Dương Tiêu đang suy nghĩ muôn vàn, Bạch Du Tĩnh gọi đến. Dương Tiêu, anh đang ở đâu? Tôi cần anh giúp. Dương Tiêu vừa giải quyết Đường Long xong, hiện Đường Mộc Tuyết vẫn đang ở bệnh viện, lúc này Dương Tiêu thật sự không muốn để ý tới Bạch Du Tĩnh, anh chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện ở bên Đường Mộc Tuyết. Cô Bạch, bên tôi còn có việc, rất xin lỗi, có lẽ tạm thời không dứt ra được. Dương Tiêu nói thẳng. Bạch Du Tĩnh nghe vậy thì cảm thấy hơi cô đơn, xin lỗi. Tôi không biết anh đang bận, nhưng, tôi nghĩ anh sẽ quan tâm chuyện bên tôi, bởi vì vấn đề này liên quan đến một người đàn ông tên Vương ở Đông Nam Á. Cái gì, Vương của Đông Nam Á? Nghe vậy, vẻ mặt Dương Tiêu lập tức run lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến người mà Phong Tứ tìm giúp đỡ. Cuối cùng tên này cũng lộ diện rồi sao, Dương Tiêu lắm bảm. Nói thật Dương Tiêu rất cảnh giác với Vương của Đông Nam Á có hành tung khó lường này. Thứ gì càng không rõ thì thường càng nguy hiểm. Phùng Tứ Thỏ Khôn Ba Hang cũng đã đầu hàng dưới trướng của Vương Đông Nam Á, ngay cả Võ Thu Hoàng cao thủ số 16 tỉnh Đông Hải bị mình giết chết cũng đầu hàng anh ta. Kể từ sau cái chết của Phùng Tứ và Võ Thu Hoàng, Dương Tiêu không nhận được bất kỳ tin tức nào về người được gọi là Vương của Đông Nam Á này. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Dương Tiêu rằng một ngày nào đó anh sẽ đối đầu trực diện với người này. Rốt cuộc người này là ai? Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Liệu tên này có liên quan đến kẻ chủ mưu đứng sau cuộc tấn công trong khu rừng mưa nhiệt đới cách đây 5 năm không? Tất cả những bí ẩn này cần Dương Tiêu phải tự tìm hiểu. Bạch Du Tĩnh lại nói, Dương Tiêu, anh đừng quá kích động, tôi cũng chỉ mới nhận được tin tức, tôi không rõ người, được gọi là Vương của Đông Nam Á này có xuất hiện hay không. Nhưng tôi có thể chắc chắn, lần này tôi sắp tham gia một sự kiện, đối thủ lớn nhất hiện tại của tôi chính là người tên Vương này. Gửi vị trí cho tôi đến ngay. Dương Tiêu chậm rãi đứng lên khỏi trên ghế ông chủ. Không, biết vì sao, trong lòng Dương Tiêu cảm thấy bất an mãnh liệt, như thể Vương của Đông Nam Á này sớm muộn gì cũng sẽ mang đến cho anh cảm giác khủng hoảng.
đặc biệt là vì Phùng Tứ là người Trung Nguyên, Phùng Tứ cũng coi như đã chết trong tay mình, một khi vương của Đông Nam Á này đến, Dương Thiêu sợ người này sẽ gây bất lợi cho Đường Mộc Tuyết. Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho NHTL. Bạch Du Tĩnh thấp giọng nói. Là người sáng lập nên tập đoàn trang sức Bạch Thức, hiện giờ tập đoàn trang sức Bạch Thức đã có vị thế vững chắc ở châu Âu và mạng lưới tình báo Bạch Du Tĩnh có khả năng thu thập thông, tin rất mạnh. Điều quan trọng nhất là Bạch Du Tĩnh rất quan tâm đến chuyện của Dương Tiêu, bình thường cô ta không làm phiền Dương Tiêu, nhưng Bạch Du Tĩnh biết đối thủ của Dương Tiêu là ai. Tỷ nhi sau khi nhận được định vị mà Bạch Du Tĩnh gửi đến, Dương Tiêu không hề do dự rời khỏi tập đoàn Đề Hào, đi theo định vị của Bạch Du Tĩnh. Trên đường đi, Dương Tiêu gọi cho Đường Mộc Tuyết, để Đường Mộc Tuyết yên tâm. Dương Tiêu, bên này, vừa đến vị trí của Bạch Du Tĩnh, Bạch Du Tĩnh. Trong bộ đồ công sở màu trắng vẫy tay với Dương Tiêu. Dương Tiêu bước tới trước mặt Bạch Du Tĩnh, cô Bạch. Tình hình bên cô thế nào? Đây là một quảng trường ở Đề Đô, tập trung rất đông người, ít nhất có hàng chục nghìn người tụ tập. Lúc này là khoảng 10 giờ 30 phút sáng, Dương Tiêu có hơi ngạc nhiên. Sao lúc này lại có nhiều người tụ tập ở khu vực này như vậy? Hôm nay là hội nghị thâm định báu vật được tổ chức 5 năm một lần ở Thiên Phủ Chi Quốc. Nói chính xác thì là hội đánh cược đá, bởi vì hiện trường cơ bản chỉ đánh cược đá. Sở dĩ cứ 5 năm một lần lại hoành tráng như vậy là vì sẽ chọn vua đánh cược 5 năm một lần ở trong nước, Bạch Du Tĩnh giải thích. Vua đánh cược, Dương Tiêu ngạc nhiên. Bạch Du Tĩnh cười nói, vua đánh cược đá, gọi tắt là vua đánh cược. Hiểu rồi. Sở dĩ ông Bạch mời tôi đến là có liên quan đến đại hội đánh cược đá này, Dương Tiêu bỗng hiểu ra. Trước đây anh đã từng tham gia một số hoạt động thâm định báu vật ở thành phố Trung Nguyên, chỉ cần người có mối quan hệ tốt với anh đều biết anh rất giỏi trong việc thâm định báu vật. Bạch Du Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt Dương Tiêu, cô ta không giống một nữ chủ tịch núi băng, mà giống như một cô chị ít nói nhà bên. Bạch Du Tĩnh nói, trước mắt tập đoàn trang sức Bạch Thức đã mở chi nhánh khắp cả nước. Tôi nghĩ thực tế nước chúng ta là một thị trường trang sức lớn, nếu bắt đầu mở thương hiệu nổi tiếng của riêng mình, cũng sẽ có hiệu quả và được lợi rất nhiều. Ổn bên trong mở rộng bên ngoài. Ừ, ổn định trong nước phát triển ra nước ngoài, không tệ, Dương Tiêu rất công nhận điều đó. Bạch Du Tĩnh lại nói, hiện tại tập đoàn trang sức Bạch Thức chỉ phân bố ở các vùng lớn trong nước, không có ảnh hưởng gì. Tôi tìm anh giúp là để xem anh có thể giành được danh hiệu vua đánh cược đá hay không. Sau đó nâng cao tên tuổi của tập đoàn trang sức Bạch Thức, mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước. Lấy được danh hiệu vua đánh cược đá, coi trọng tôi đến thế à, Dương Tiêu dở khóc dở cười. Trong mắt Dương Tiêu, ý tưởng của Bạch Du Tĩnh là đúng, dù sao tập. Đoàn trang sức Bạch Thức chủ yếu sản xuất đỗ trang sức, nếu vua đánh cược đá làm việc ở tập đoàn trang sức Bạch Thức thì sẽ có thêm rất nhiều mánh lưới quảng cáo. Một trong những điều quan trọng nhất trong kinh doanh thời buổi này là người nổi tiếng. Bất kỳ ngành nào cũng cần những người mang tính đại diện và những mánh lưới quảng cáo hấp dẫn. Nếu vua đánh cược đá gia nhập tập đoàn trang sức Bạch Thức, thì việc ảnh hưởng chắc chắn sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc tìm một ngôi sao lớn làm người phát ngôn. Bạch Du Tĩnh cười tinh nghịch nói, kỹ năng nhiều không đè người. Tôi tin tưởng thực lực của NHTL. Tôi không tin vào thực lực của mình. Thôi, nói chuyện chính, người vương Đông Nam Á kia thì sao, Dương Tiêu hỏi. Bạch Du Tĩnh chỉ vào một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn ở cách đó không xa, anh có thấy không? Người đó tên là Lý Hồ, là người Miêu Cương. Anh đã biết, bên Miêu Cương có liên hệ rất gần mấy nước đó, nghe nói Lý Hồ này là doanh nhân mạnh nhất dưới trướng của Vương, tài chính và quan hệ của Vương kia chủ yếu đến từ Lý Hồ này. Thì ra là như vậy, Dương Tiêu gật đầu. Dù không gặp được Vương, nhưng lại gặp doanh nhân số một dưới trướng của Vương, ít nhất cũng có liên hệ mật thiết với những người xung quanh Vương. Nắm được một số manh mối. Người trung niên tai to mặt lớn Lý Hồ kia dường như cũng để ý đến Dương Tiêu, ông ta nheo mặt đứng dậy đi tới chỗ Dương Tiêu. Đầu tiên ông ta lấy ra một bức ảnh, ông ta nhìn bức ảnh sau đó nhìn về phía Dương Tiêu, cười ngoài nhưng trong không cười, người trong bức ảnh này là cậu đúng không? Võ Thu Hoàng và Phùng Tứ đều lễ những người rất có ích của Vương, Vương mượn cô tay của hai người bọn họ đập tan mọi chướng ngại vật trong nước. Câu thì hay rồi. Hai người này đều chết vì cậu, nhóc, cậu rất có bản lĩnh. Vừa nói, Lý Hỗ phình phình mặt heo vừa vung tay ném tấm ảnh lên người Dương Tiêu. Người trong bức ảnh không phải ai khác, chính là Dương Tiêu. Xem ra các người đều có kế hoạch. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Lý Hỗ hừ lạnh, nói cho cậu biết,
Vương sắp từ nước ngoài trở về. Lúc đó việc đầu tiên Vương làm là sẽ giết gà dọa khỉ, mà cậu sẽ đóng vai gà. Nhóc, cậu chuẩn bị tinh thần đi, cậu và tập đoàn Tuyết Tiêu là mục tiêu hàng đầu của Vương. Giết cậu, thâu tóm một tập đoàn mấy chục tỷ tệ, răn đe này chắc đã đủ rồi. Các người tự tin như vậy, chẳng lẽ các người không điều tra tin Tứ chết như nào, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Lúc đầu người của Phùng Tứ liên lụy đến Tuyệt Thế Long Môn, nếu đối phương dùng đầu óc, cũng sẽ không hung hãng ngang ngược đền làm phiên anh. Lý Hỗ chế nhạo nói, sao, muốn, dùng Tuyệt Thế Long Môn áp chế tôi. Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, Phùng Tứ kia tự tìm chết xúc phạm Tuyệt Thế Long Môn, chúng tôi thực sự hết cách. Nhưng, tôi có thể nói với cậu. Cậu cho rằng trên đời này Tuyệt Thế Long Môn thật sự bất khả chiến bại sao? Không, cậu sai rồi, cậu sai lớn rồi. Đã nghe đến Vẫn Long Các chưa? Trước mặt Vẫn Long Các, Tuyệt Thế Long Môn chó má gì, ngay cả rắm cũng không bằng. Cái gì? Vẫn Long Các? Tên này có nghĩa gì? Thần Long rơi xuống, đây là đặc biệt nhằm vào Tuyệt Thế Long Môn sao? Cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu nghe đến ba chữ Vẫn Long Các. Theo nghĩa đen, Vẫn Long Các này chắc chắn không tốt lành gì, rất có thể nó được mở ra đặc biệt nhắm vào Tuyệt Thế Long Môn. Nhìn vẻ mặt Dương Tiêu hơi thay đổi, Lý Hồ nói đùa, cậu đoán đúng rồi, Vẫn Long Các được mở ra đặc biệt nhằm vào Tuyệt Thế Long Môn. Các chủ Vẫn Long Các và lão già dịch thấp của Tuyệt Thế Long Môn là đối thủ một mất một còn. Từ hai chữ Vẫn Long chắc có thể nhìn ra được chứ. Vương của tôi là cấp cao của Vẫn Long Các, tôi không quan tâm cậu có đến từ Tuyệt Thế Long Môn hay không. Dám giết người mà Vương coi trọng thì cậu chuẩn bị tự sát chuộc tội đi. Lời nói của Lý Hỗ rất chắc chắn, như thể giết Phùng Tứ và Võ Thu Hoàng là quyết định ngu ngốc nhất mà Dương Tiêu từng làm trong đời. Nhìn chằm chằm dáng vẻ không hề sợ của Lý Hỗ trước mặt, vẻ mặt Dương Tiêu trầm xuống, anh cảm nhận được hình như đối phương không hề kiêng kỵ mình và Tuyệt Thế Long Môn. Nếu Vẫn Long Các thực sự có đủ sức cạnh tranh với Tuyệt Thế Long Môn, thì quả thật quá khủng khiếp. Một vương của Đông Nam Á chỉ là cấp cao bên trong Vận Long Các, vậy chẳng, phải ít nhất cũng không yêu hơn sức mạnh toàn diện của Lucifer sao? Tự sát chuộc tội, chỉ dựa vào các người, Dương Tiêu lạnh lùng nói. Lý Hỗ lại nói, đừng đắc ý. Trong Tuyệt Thế Long Môn loạn trong giặc ngoài, Long Chủ mới nhậm chức, tám thiên sứ rực cháy đều đang dục dịch. Hiện giờ tứ đại Long Vương Vân luôn có người bị theo dõi, trông sức khỏe và xương cốt của dịch thấp vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng ông ta có thể nhảy nhót bao nhiêu ngày nữa? Một năm trước các chủ của chúng tôi và dịch thấp có một trận chiến ở Thái Bình Dương, dịch thấp đã bị ảnh hưởng nặng nề từ lâu. Ông ta chẳng còn nhảy nhót được mấy ngày nữa, tất cả chỉ vỏn vẹn như nỏ đã hết đà mà thôi. Cái gì? Dịch thấp đã bị ảnh hưởng nặng nề từ lâu rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của Dương Tiêu đột nhiên thay đổi. Điều này là thật hay giả? Trong phút chốc, trong lòng Dương Tiêu không còn bình tĩnh được nữa. Tuy rằng lần này không gặp Vương Đông Nam ạ, những thông tin mà anh có được từ Lý Hồ đã khiến Dương Tiêu chân động. Chẳng trách dịch thấp không chờ nổi muôn mình xuất hiện, chẳng trách dịch thấp lại chọn ân mình sau hậu trường. Chẳng lẽ sức khỏe của dịch thấp thực sự không chịu nổi nữa? Chẳng lẽ sức khỏe và xương cốt của dịch thấp biểu hiện ra trước mặt mình đều là ảo giác? Kinh hồn bạt vía, lần đầu tiên Dương Tiêu cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lý Hồ cười nghiền ngẫm, à đúng rồi. Cậu chủ của nhà tôi rất thích Đường Mộc Tuyết. Sở thích của cậu chủ nhà tôi khá độc lạ, cậu ấy đặc biệt thích vợ của người khác. Khi vương của bọn tôi trở về, cậu ấy sẽ diệt cậu trước, sau đó sẽ dâm lên tập đoàn Tuyết Tiêu, Đường Mộc Tuyết sẽ trở thành nữ nô lệ của cậu chủ, ha 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 ha. Để Đường Mộc Tuyết thành nữ nô lệ. Ánh mắt Dương Tiêu chợt lạnh, một luồng sát khí mạnh bao phủ Lý Hồ. Ôi, sát khí mạnh quá, sao? Cậu còn dám giết tôi, Lý Hồ khinh thường nói. Cộp cộp. Ngay sau đó, hai người đàn ông mặc độ đen tiến lên một bước, trên người tràn đầy sức mạnh bộc phát. Dương Tiêu lạnh lùng nói cho ông biết, vừa nãy có người không biết sống chết khinh nhờn Mộc Tuyệt nhà tôi, hiện giờ đã ở dưới xuôi vàng rồi. Tôi khuyên ông, tốt nhất nên giữ mồm miệng sạch sẽ vào, nếu không, tôi bảo đảm tên đó sẽ có bạn đồng hành cùng xuông xuôi vàng. Tức giận, Dương Tiêu thật sự rất tức giận. Vừa xử lý Đường Long xong. Lúc này lại xuất hiện một tên mập mạp không biết sống chết, lấy Đường Mộc Tuyết ra nói này nói nọ, đúng là tìm chết. Bây giờ, Đường Mộc Tuyết và đứa bé là cả thế giới của Dương Tiêu, kẻ nào dám xâm phạm đến điểm mấu chốt của anh, kết cục của Đường Long là đáp án tốt nhất. Và rõ ràng Lý Hồ trước mặt này không biết ni là chủ mới của Tuyệt Thế Long Môn.
Từ nay về sau, kẻ nào dám có ý nghĩ về Đường Mộc Tuyết và đứa bé, Dương Tiêu không ngại phát lệnh đuôi dê của Long Môn. Khi đó, bất kể anh ta có đến từ Vẫn Long Các hay không, các cao thủ Long Môn trên thế giới tụ lại, dù anh ta có mạnh đến đâu cũng sẽ bị đè bẹp, nát đầu. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người Dương Tiêu, con người của Lý Hồ co rút lại, ông ta ngửi thấy cảm giác khủng hoảng từ Dương Tiêu. Là doanh nhân số một bên cạnh Vương Đông Nam Á, Lý Hỗ hiểu rõ cân nhắc lợi và hại, lúc này ông ta không cần phải vạch mặt với Dương Tiêu. Cậu tên Dương Tiêu đúng không? Chúng ta cứ chờ mà xem, Lý Hồ cười nghiêm ngâm. Ông ta hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, như thể Dương Tiêu nhất định sẽ bị lu mờ trước mặt chủ của ông ta. Nhìn Lý Hỗ xoay người rời đi, Dương Tiêu hỏi, cô Bạch, cô có thông tin chi tiết về Lý Hỗ không? Có, Bạch Du Tĩnh trực tiếp lấy ra một tệp tài liệu. Nói chung, chuyện liên quan đến vương của Đông Nam A, Bạch Du Tĩnh đã sắp xếp tất cả các chi tiết về Lý Hồ. Nhận tài liệu, trong đó ghi lại tất cả thông tin chi tiết về Lý Hồ. 5 năm trước, Lý Hỗ được một người đàn ông bí ẩn làm ăn ở Miêu Cương coi trọng, sau đó đưa sang Đông Nam Á làm ăn. 4 năm trước, Lý Hồ đã làm giàu nhờ kinh doanh châu báu, sự phát triển của công ty chưa từng gặp phải trở ngại nào. 3 năm trước, Lý Hồ đã thành công trở thành người giàu nhất Đông Nam Á, và vận mệnh kinh tế của nhiều nước Đông Nam Á có liên quan mật thiết đến nhau. 2 năm trước, Lý Hồ trở thành người giàu nhất châu Á, trở thành một hiện tượng nổi tiếng lớn. Giờ đây, về cơ bản Lý Hồ ở trong trạng thái ẩn nấp phía sau hậu trường, thời gian này chủ yếu thăm dò thị trường trang sức trong nước, đầu tư vào các dự án lớn, mở đường huyền sự trở lại của Vương Đông Nam, xem ra Lý Hồ này là đội quân lớn số 1 của Vương trở về nước. Dương Tiêu lầm bầm. Ở Đông Nam Á có rất nhiều khoáng sản, đặc biệt là nguyên liệu như đô trang sức bằng ngọc bích, được sự ủng hộ của Vương Đông Nam Á, Lý. Hỗ này quả thực rất dễ kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã chú ý đến một điểm. Cách đây 5 năm Lý Hỗ bị một người đàn ông bí ẩn đưa đi, mà đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng bị tấn công trong khu rừng nhiệt đới cách đây 5 năm. Dương Tiêu không khỏi suy đoán táo bạo, chẳng lẽ trong đây có liên quan gì? Không tê biết vì sao, Dương Tiêu chỉ cảm thấy Vương Đông Nam Á này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Là bạn hay là thù? Tuy nhiên từ Lý Hồ, Dương Tiêu có thể biết Vương này hẳn đã ở tuổi trung niên và đã có một đứa con. Bạch Du Tĩnh nói, trong hội nghị thẩm định báu vật này, Lý Hồ đã đặc biệt làm nên tên tuổi cho ngành kinh doanh châu báu của mình. Bên ông ta có 2 vương miện, tức là đã 2 năm liên tiếp giành được chức vô địch của vua đánh cược đá. Nếu lần này người này lại giành được danh hiệu vua đánh cược đá, thì ông ta sẽ vô địch 3 lần. Xem ra bên kia có chuẩn bị mà đến, không sao, có tôi cái gì cũng đều có thể biến thành thần kỳ, Dương Tiêu cười khẽ nói. Vốn dĩ Dương Tiêu không có hứng thú với buổi đánh cược đá này, nhưng vừa rồi, thái độ kiêu ngạo của Lý Hồ và tham vọng của Vương Đông Nam Á đã khiến Dương Tiêu phản cảm. Tôi tin anh, Bạch Du Tĩnh cười dịu dàng. 11 giờ sáng, buổi đánh cược đá chính thức bắt đầu. Một người, dẫn chương trình hét lên, xin mời tất cả các thí sinh vào vị trí của mình. Cộp cộp cộp. Trong phút chốc, có rất nhiều người ở trong nước quan tâm lần lượt đi ra. Nhìn quanh, có ít nhất vài trăm người tham gia. Không phải ai cũng có thể tham gia cuộc thi vua đánh cược đá này, chỉ có đại diện từ các hãng trang sức lớn và các báu vật nổi tiếng trong nước mới đủ điều kiện tham gia. Dương Tiêu, trông cậy vào NHTL. Bạch Du Tĩnh hơi lo lắng nói. Dương Tiêu an ủi, cô Bạch, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cô thất vọng. Một người không có lai lịch gì cũng dám tham gia cuộc thi vua đánh cược đá, Lý. Hồ nhìn thấy Dương Tiêu tham gia, ông ta lộ ra vẻ khinh thường. Cuộc thi bắt đầu, xin mời tất cả các thí sinh vào địa. Điểm, người dẫn chương trình cầm micro hét lên. Vừa bước vào địa điểm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhìn Dương Tiêu nói, cậu là Dương Tiêu à không? Tôi tên Vương Tuân. Tôi là người của Hỗ gia, loại người đục nước béo cò như cậu có tư cách gì tham gia cuộc thi vua đánh cược đá. Tôi khuyên cậu, nên nhanh chóng rời khỏi đây, tránh bị xấu hồi. Người đàn ông tên Vương Tuần tỏ vẻ rất khinh thường, như thế Dương Tiêu là kẻ sống tạm bợ, như thể Dương Tiêu tham gia cuối cùng chỉ có thêm mật mặt. Nhưng, Dương Tiêu thực sự là một nhân vật nhỏ, kẻ sống tạm bợ không đáng coi trọng sao. Nhìn vẻ mặt đây khinh thường của Vương Tuần, Dương Tiêu chê nhạo. Anh là người được gọi là nhà vô địch 2 lần kia đúng không? Đúng vậy, là tôi, Vương Tuần đứng thăng lưng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Anh ta đã 2 lần liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch đánh cược đá trong nước,
thông trị ngôi vua đánh cược đá trong nước trong suốt 10 năm. Xét cho cùng, danh hiệu vua đánh cược đá rất không bình thường, cuộc thi được tổ chức 5 năm một lần, và hai nhiệm kỳ là 10 năm. Một năm đã đủ để thay đổi bất ngờ, 10 năm đã biến đổi lớn lao trong cuộc đời. Vương Tuần này, có thể trở thành nhà vô địch hai lần của cuộc thi đánh cược đá, thực lực của anh ta không hề tầm thường. Nhìn chằm chằm Vương Tuần đang dương dương tự đắc trước mặt, Dương Tiêu diêu cọt, thực sự rất giỏi, nhưng đáng tiếc, lần này đối thủ của anh lại là tôi. Thật không, sao, cậu muốn kết thúc thần thoại của tôi? Nhóc, lời nói đừng nói quá hoàn hảo, nếu không sẽ dễ bị vả mặt, Vương Tuần chế nhạo. Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng nhìn thẳng vào Dương Tiêu, như thể Dương Tiêu ở trước mặt anh ta không đáng nhắc tới, chỉ là một vai nhỏ, hoàn toàn không có tí uy hiếp nào với anh ta. Dương Tiêu hờ hững nhún vai, vả mặt, lời này nên do tôi nói cho anh nghe. Không nói nhảm nhiều, ai có thể lấy được danh hiệu vua đánh cược đá năm nay, chúng ta hãy chờ xem. À, quên nói với anh một chuyện, tôi có biệt danh là kẻ hủy diệt thần thoại. Cái gì? Kẻ hủy diệt thần thoại? Vương Tuấn nghe xong, sự khinh thường trên mặt anh ta càng trở nên đậm hơn. Chỉ là một thằng ngoài nghề lại muốn kết thúc thần thoại thuộc về anh ta, thật sự quá vô lý. Dương Tiêu không nói sai, anh thực sự có một biệt danh như vậy. Khi ở trên sân khấu thế giới, những người sáng tạo ra thần thoại trong tất cả các lĩnh vực của hồi cùng đã bị Dương Tiêu chấm dứt, những thứ được gọi là thần thoại đều bị biến thành bong bóng trong tay Dương Tiêu, hoàn toàn tan biến. Nhóc, cậu rất điên rồ. Tôi rất thích giọng điệu của cậu, hy vọng lát nữa thực lực của cậu có thể sánh ngang với sự kiêu ngạo của cậu, Vương Tuấn cười lạnh. Ngay sau đó, Vương Tuấn phớt lờ Dương Tiêu, đi thẳng về phía bên trong chỗ để đá. Vẻ mặt của anh ta mang theo màu sắc khinh thường mạnh mẽ, như thể Dương Tiêu hoàn toàn không thể lung lay địa vị của anh ta. Dương Tiêu cũng không thèm để ý đến tên vớ vẩn này. Cho dù Vương Tuấn là nhà vô địch, hai lần liên tiếp lấy được danh hiệu vua đánh cược đá, trong lòng Dương Tiêu cũng không xuất hiện một chút áp lực nào. Vèo ly ngay sau đó, hai mắt Dương Tiêu sáng lên, mắt rồng nến đột nhiên bị Dương Tiêu mở ra. Mắt rồng, nến có thể nhìn thấu mọi hư ảo, có thể nhìn xuyên thấu, có thể chống lại kẻ thù. Với việc mở mắt rồng nến, vô số đá và nguyên liệu thô trong hiện trường lớn đều được bày ra trước mắt Dương Tiêu. Dưới con mắt rồng nến, tất cả các tình huống bên trong của nguyên liệu thô đều hiện ra hoàn toàn trong tầm nhìn của Dương Tiêu. Hàng trăm người tham gia giải đấu vua đánh cược đá, hầu hết tất cả những người này đều là những người có tên tuổi lớn trong ngành đánh cược đá trong nước, và mỗi người trong số họ đều có thực lực cực kỳ mạnh. Còn nguyên liệu thô tại hiện trường thì nhiều vô kể, nhìn xung quanh thì ít nhất cũng phải hàng chục nghìn viên. Rốt cuộc, đây là giải vua đánh cược đá 5 năm một lần, hiện trường vô cùng hoành tráng. Nhìn hiện trường giải đấu vua đánh cược đá, nhiều người suýt xoa. Các anh nói xem vua đánh cược đá năm nay sẽ rơi vào tay ai? Vân sẽ là Vương Tuấn chứ? Rất có thể, Vương Tuấn đã vô địch hai lần, hơn nữa thực lực của anh ta vô cùng mạnh. Có lẽ Vương Tuấn có thể thành công giành lấy danh hiệu vô địch lần thứ ba. Chuyện này khó nói, vừa nãy Vương Tuấn gặp mặt anh chàng tên Dương Tiêu, hai người đã trực tiếp đối đầu với nhau. Các anh có nghĩ anh chàng Dương Tiêu này sẽ trở thành ngựa đen lớn nhất trong giải đấu vua đánh cược đá này không? Ngựa đen, anh bạn này, anh chưa tỉnh ngủ à? Tên nhóc Dương Tiêu kia là người mới, có lẽ Vương Tuấn chướng mất cậu ta. Cậu ta muốn đoạt danh hiệu vua đánh cược đá, kiếp sau đi, dù sao tôi cũng không đánh giá cao. Nghe vậy, có không ít người gật đầu. Như thể Dương Tiêu là một nhân vật phụ, như thế Dương Tiêu đứng trước mặt Vương Tuấn sẽ không chịu nổi một đòn. Vương Tuấn đi thẳng đến trung tâm của địa điểm, anh ta không thèm nhìn, nhặt một cục đá thô trên kệ. Nhóc, từ từ chọn đi, vua đánh cược đá này đã định sẵn là của tôi, cậu cứ chờ chết lặng đi, Vương Tuấn cầm viên đá thô đi qua Dương Tiêu, anh ta chê giễu. Thật sao, chắc chắn như vậy. Dương Tiêu nói đùa. Mắt rồng nến nhìn lên, Dương Tiêu sững sờ phát hiện màu xanh lục bảo bên trong viên đá thô mà Vương Tuấn chọn gần như có thể chảy ra nước. Không xê cần nghĩ nhiều. Viên phỉ thúy này nhận định là màu xanh đề vương cực phẩm, thuộc phỉ thúy tốt nhất trên thế giới. Dương Tiêu gác lại chuyện cười, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ giải đấu vua đánh cược đá này mới chỉ diễn ra được mấy phút, Vương Tuấn này đã chọn được một viên phỉ thúy xanh đề vương cực phẩm. Điều này, không thể, điều này hoàn toàn không thể. Dương Tiêu vô thức nhìn Lý Hổ trên đài cao, Lý Hổ phình phình mặt heo nhìn chằm chằm Dương Tiêu nở nụ cười nham hiểm. Xem ra có nội tình,
Dương Tiêu không nhịn được khóe miệng giật giật. Lý Hồ nhìn chằm chằm Dương Tiêu cười, chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn làm vua đánh cược đá. Nhóc con, đừng mơ nữa, về nhà tắm rửa ngủ đi. Lần này, Lý Hồ sẽ gây tiếng vang lớn trên thị trường châu báu trong nước. Vì tránh không có sơ hở nào, Lý Hồ đã chỉ rất nhiều tiền mua chuộc tất cả các trọng tài và giám khảo của giải đấu vua đánh cược đá. Trước khi giải đấu vua đánh cược đá bắt đầu, họ đã đặt nguyên liệu thô có phỉ thúy xanh để Vương này vào địa điểm thi đấu. Vương Tuần vào địa điểm, anh ta hoàn toàn không phải lựa chọn gì cả, trực tiếp lấy nguyên liệu thô cỏ phỉ thúy xanh để Vương đã được sắp xếp từ trước. Nói trắng ra, theo cách này, về cơ bản ngôi vị vua đánh cược đá là mặc định. Vương Tuấn nghe xong, trên mặt tràn đầy đắc ý, đúng vậy. Đã quyết định rồi, từ bỏ đi, cho dù cậu có tài năng kinh thiên động địa, với sự triển khai trước sau như một của chúng tôi, cậu cũng không thể trở thành vua đánh cược đá mới. Thật sao? Nói lời này hơi sớm quá rồi, Dương Tiêu chế nhạo. Nếu không có nội tình, với sự trợ giúp của mắt sông nên, trong trận đầu vua đánh cược đá này anh quả thực có thể đè bẹp mọi đối thủ của mình mà không hề hồi hộp. Bây giờ bên trong có nội tình, Dương Tiêu có hơi phân khích. Như vậy mới đủ tính khiêu chiến. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Dương Tiêu thích làm những việc manh tính khiêu chiến, tiếp theo Dương Tiêu sẽ rất nghiêm túc, anh muốn dùng thực lực vả mặt. Vương Tuân cười dữ tợn, lời này hơi xóm. Han xem ra cậu thực sự chưa thấy Hoàng Hà chưa bỏ cuộc, kết quả đã được định sản, dù cậu có n găng thế nào cũng không có ích gì. Anh ta tràn đầy tự tin, bởi vì tất cả những viên đá thô ở đây đều không có khả năng xuất hiện đồ có chất lượng hơn phỉ thúy xanh đề vương của anh ta. Về vấn đề này, Vương Tuân khá tự tin. Không tin, chờ mà xem, tôi sẽ đích thân dạy cho anh một bài học, nói cho anh biết giết ngược đền cùng là gì. Khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê hoặc. Vương Tuần khinh thường nói, tốt. Giáp Tết, con môi luôn vùng vẫy trước khi chết, tôi thích cách cậu vùng vẫy, tôi sẽ khiến cậu có chút tuyệt vọng trong lúc vùng vẫy. Sau khi dứt lời, Vương Tuần không còn do dự nữa, anh ta mang đá thô rời khỏi địa điểm chọn. Lúc này vẻ mặt anh ta đầy tự tin, như thể anh ta sẽ lại làm vua đánh cược đá. Khi Bạch Du Tĩnh nhìn thấy cảnh này, cô ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh cho Dương Tiêu. Cô ta không phải kẻ ngốc, thấy Vương Tuân chọn nguyên liệu thô nhanh như vậy, cô ta đoán được trong giải đầu vua đánh cược đá này có nội tình. Trong phút chốc, Bạch Du Tĩnh nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Tiêu, trong lòng hiện lên gợn sóng. Cô ta đang mong chờ, cô ta hy vọng, cô ta rất mong đợi. Tiếp theo, liệu Dương Tiêu có thể giết ngược đến cùng không? Tiếp theo, liệu Dương Tiêu có đạt được cú lội ngược dòng đáng kinh ngạc không? Tên nhảm nhí, anh có thực lực, ngại quá, tôi có mánh khóe, Dương Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Tuấn cười đùa. Đúng vậy, khi anh mở mắt sông nền, anh vừa nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy toàn bộ phỉ thúy bên trong đá thô, chẳng khác gì với gian lận. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Dương Tiêu nhanh chóng cứng lại. Bởi vì Dương Tiêu kinh ngạc phát hiện ra, hình như nguyên liệu thô tốt nhất trong toàn bộ hiện trường to lớn này là viên trong tay của Vương Tuấn. Nhận ra điều này, vẻ mặt Dương Tiêu tối sầm lại. Hàng chục nghìn viên đá thô, hàng trăm bậc thầy đánh cược đá, mọi người đều lựa chọn rất kỹ càng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vua đánh cược đá. Người thẩm định báu vật nào cũng mong đoạt được danh hiệu vua đánh cược đá, nếu thành công giành được thì vinh dự cả đời, dù đến lúc chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Sau khi chọn xong nguyên liệu thô, Vương Tuần quay lại chỗ Lý Hồ, anh ta kính cẩn nói, hỗ gia, mọi thứ hoạt động bình thường. Ừ, tốt lắm, khi cậu trở thành nhà vô địch lần ba, đồ trang sức của chúng. Ta sẽ có thể tiền vào thị trường khắp cả nước, đến lúc đó trước mặt Vương tôi sẽ thay cậu nói mây lời tốt đẹp, Lý Hồ nói. Cảm ơn Hồ gia, Vương Tuần vui mừng khôn xiết. Anh ta biết Vương mà Lý Hồ nói có thể hoàn toàn một tay che trời ở Đông Nam Á, nếu có thể có được sự ưu ái và coi trọng của Vương, thì kiếp này anh ta nhất định có thể làm dạng danh tỏ tiên, có được nền tảng tốt hơn, trở thành vua báu vật nổi tiếng thế giới. Đời người khi còn sống, không có gì khác ngoài tiền bạc, địa vị và phụ nữ. Ở cấp, độ của Vương Tuần, điều anh ta muốn nhất là địa vị, đẳng cấp thế giới. Anh ta không chỉ muốn trở thành vua đánh cược đá ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, mà anh ta còn muốn trở thành vua đánh cược đá đẳng cấp thế giới. Lý Hồ nheo mắt cười khà khà, như thể tất cả những điều này không nằm ngoài dự đoán của ông ta. Dương Tiêu đã được định sẵn trở thành một tên hề trước mặt ông ta, và trang sức của Bạch Du Tĩnh đã được định săn sẽ lu mở trước mặt ông ta.
Trong hiện trường chọn đá thô. Vẻ mặt Dương Tiêu u ám như sắp chảy ra nước, khóe mắt anh khóa trên một viên đá thô nhỏ. Thôi, là nó đi, Dương Tiêu tiến lên nhặt viên đá thô. Viên đá thô này không to lắm, giữ rất nhiều nguyên liệu thô trông rất mỏng, nó giống như một quả dưa hami nhỏ. Nhìn thấy Dương Tiêu đã chọn xong, Vương Tàn chỉ vào Dương Tiêu chế nhạo, hỗ ra, ông nhìn xem, tên nhóc Dương Tiêu kia đã chọn sao ngồ. Cậu ta chỉ là một phôi thai thô không lên nối mặt bàn. Ngoài có một chút kỹ năng ra, không có gì ngạc nhiên cả. Nói trắng ra, Dương Tiêu này chỉ có can đảm của bọn không có học, Lý Hỗ nói. Ông ta thường tiếp xúc với nguyên liệu thô, Lý Hồ vừa nhìn thoáng qua đã nhìn ra đá thô mà Dương Tiêu chọn có chất lượng tốt, nhưng so với nguyên liệu thô mà họ đã bổ trí trước, thì đơn giản là cách nhau một thế giới, không có tính so sánh nào cả. Sau khi chọn nguyên liệu thô xong, cần được đưa dạ, sau đó thợ cắt đá thống nhất rồi cắt. Dương Tiêu lựa chọn cũng rất nhanh, Vương Tuần là người đầu tiên hoàn thành việc lựa chọn và Dương Tiêu là người thứ hai hoàn thành việc lựa chọn. Đây, Dương Tiêu đưa nguyên liệu thô ra. Một người nhận chỉ vào mặt bàn, đặt ở đây đi. Dương Tiêu đặt nguyên liệu thô theo hướng dẫn của người này, anh vô ý chạm vào nguyên liệu thô mà Vương Tuần đã chọn. Hầu như không ai quan tâm đến chi tiết nhỏ này. Rốt cuộc, một cú chạm đơn giản sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chung của kết quả vô đánh cược đá. Thằng nhóc này muốn làm gì? Vương Tuấn chú ý tới động tác của Dương Tiêu. Mặc dù Dương Tiêu dùng ngón tay chạm vào nguyên liệu thô mà mình đã chọn, trông không có gợn sóng, nhưng không hiểu sao trong lòng Vương Tuấn lại có linh cảm không tốt. Là ảo giác của mình sao? Sau khi chọn nguyên liệu thô xong, Dương Tiêu đi tới bên cạnh Bạch Xu Tĩnh, Bạch Xu Tĩnh bước tới nói nhỏ hỏi, Vương Tuấn nói gì với anh vậy? Có phải có nội tình không? Cô Bạch, cô nói đúng, có nội tình. Xem ra bọn Lý, Hỗ đã mua chuộc cấp cao của giải đấu vô đánh cược đá, tất cả đều đã được lên kế hoạch bí mật. Vương Tuần chỉ xuất hiện sẽ giành được danh hiệu vô đánh cược đá, Dương Tiêu nói thật. Cái gì? Thật sự có nội tình. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Bạch Xu Tĩnh tái nhợt. Điều cô ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra hiện tại, tập đoàn trang sức Bạch Thức đã mở chi nhánh tại các khu vực lớn ở trong nước, cửa hàng trang sức dưới sự lãnh đạo của Lý Hồ cũng đã triển khai xong. Đồng nghiệp là kẻ thù, tập đoàn trang sức Bạch Thức phải đối mặt với Lý Hồ, một ông lớn ở Đông Nam Á, cô ta thực sự thấy áp lực rất lớn. Xét cho cùng, Lý Hồ là một doanh nhân khôn ngoan đầy sắc thái truyền kỳ, sở dĩ cô ta có được như ngày hôm nay là nhờ có Dương Tiêu. Nếu không phải có Dương Tiêu giúp cô ta giải quyết những rắc rối ở thị trường châu Âu, e rằng tập đoàn trang sức Bạch Thức sẽ không thể có được tình trạng như ngày hôm nay. Nhìn Bạch Xu Tĩnh tái mặt, Dương Tiêu trấn an, cô Bạch. Cô không phải lo lắng quá, tôi đã tới đây, cho dù có nội tình thì thế nào. Mọi chuyện đều có thể biên mục nát thành thân kỳ. Thật không, Bạch Xu Tĩnh mong đợi hỏi. Dương Tiêu lại trấn an, yên tâm, tất cả đã có tôi. Nghe Dương Tiêu nói vậy, trong lòng Bạch Xu Tĩnh vốn đang khó chịu bỗng nhiên bình tĩnh lại, như thế Bạch Xu Tĩnh đã uống thuốc an thần. Dường như chỉ cần có Dương Tiêu thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết được. Trong mắt Dương Tiêu, dù sao Bạch Xu Tĩnh cũng là cháu gái của Bạch Nguyên Kiệt, anh vẫn phải cho ông Bạch thể diện. Lần đầu gặp mặt Bạch Xu Tĩnh có thành kiến rất lớn với anh, cho đến bây giờ ấn tượng của Bạch Xu Tĩnh về anh đã thay đổi rất lớn. Vận mệnh thực sự không thể diễn tả được, tạo hóa trêu ngươi là cách miêu tả phù hợp nhất. Thời gian lựa chọn nguyên liệu thô có hạn, chỉ được chọn nửa tiếng. Các thí sinh, đã hết giờ. Hãy mang nguyên liệu thô của mình đến vị trí tương ứng giao nguyên liệu thô. Bắt đầu cắt, người dân chương trình hét lên. Ai, nhiều bậc thầy thảm định báu vật lắc đầu thở dài. Thời gian thực sự quá ngắn, họ không thể xem quá nhiều, thời gian đã kết thúc. Mặc dù vậy, hàng trăm bậc thầy lần lượt cầm nguyên liệu mà mình thích ra khỏi địa điểm chọn, giao nguyên liệu thô cho người cất. Mời những thợ cắt đá bắt đầu cắt những đá thô mà các bậc thầy thẩm định báu vật lựa chọn, người dẫn chương trình lại hét lên. Vèo 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 on trong tích tắc. Ánh mắt của hàng chục nghìn người có mặt đều tập trung vào nguyên liệu thô. Hôm nay là cuộc thi vô đánh cược đá diễn ra 5 năm một lần. Về cơ bản những người tham gia đều là những người đam mê đánh cược đá trong nước. Họ nóng lòng muốn nhìn thấy thế hệ vô đánh cược đá mới. Khẩu hiệu của giải đấu vô đánh cược đá này là công bằng công chính, nên việc cắt đều được thực hiện dưới sự chứng kiến của mọi người. Lý Hồ đưa Vương Tuân đến chỗ Bạch Xu Tĩnh, ông ta cười âm u nói, cô Bạch, cho cô một lời khuyên. Lập tức dẹp bỏ tất cả triển khai trong nước.
đầu với tôi, tập đoàn trang sức Bạch Thức của cô không có gì đáng nhắc tới. Vua đánh cược đá này chúng tôi muốn chắc rồi. Nhìn Lý Hộ Tính trước kỹ càng, Bạch Du Tĩnh nắm chặt hai bàn tay nhỏ, cô ta thực sự không thích nhìn dáng vẻ cương quyết của Lý Hồ. Ông cứ chắc chắn như vậy, vua đánh cược đá sẽ là của các người. Dương Thiêu chế nhạo. Vương Tuần không hề để ý tới Dương. Tiêu, không thì thế nào. Cậu cảm thấy tị trước mặt tôi và Hồ gia cậu còn có chỗ để ngọ nguậy. Từ ngữ, chắc chắn. Giọng điệu, hùng hồn. Như thể bọn họ đã lấy được danh hiệu vua đánh cược đá, như thể Dương Thiêu thật sự không có cơ hội ngọ nguậy trước mặt bọn họ. Thật sao, nhìn chằm chằm Vương Tuần thê thốt, khóe miệng Dương Thiêu hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cung yêu ma. Đừng nói nhảm với cậu ta, trên mặt Lý Hỗ tràn đầy nụ cười đắc ý. Vương Tuấn nhìn chằm chằm Dương Thiêu với một nụ cười âm u. Trong cuộc thi vua đánh cược đá lần này bọn họ đã âm thầm động tay động chân. Trong tình huống họ đã điều khiển, cho dù Dương Thiêu là cao thủ thẩm định báu vật, cho dù hiện trường có nhiều cao thủ, thì cuộc thi vua đánh cược đá này bọn họ đã được định sẵn sẽ bị đánh bại trở về. Nụ cười yêu ma của Dương Thiêu tồn tại rất lâu. Như thể anh đang nắm quyền kiểm soát mọi thứ trong cuộc thi vua đánh cược đá này. Vẻ mặt Bạch Du Tĩnh rất tái nhợt, cô ta không khỏi thở dài, gừng càng già càng cay, mà Lý Hồ lại âm thầm mua chủ cấp cao của cuộc thi vua đánh cược đá, khiến bây giờ cô ta rơi vào thế bị động. Dương Tiêu có thể nhìn ra tâm trạng của Bạch Du Tĩnh lúc này đang rối loạn, anh cười nói, cô Bạch, tin tôi không? Tôi tin, bị Dương Tiêu hỏi, gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh ửng hồng. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Dương Tiêu, không hiểu sao trái tim Bạch Du Tĩnh lại đập thình thịch, cô ta chỉ cảm thấy hai má nóng lên, một loại thích thú khó tả tràn ngập trong không khí. Chẳng lẽ đây là cảm giác yêu đương? Đã nhiều năm rồi, thật sự là rất nhiều năm Bạch Du Tĩnh không cảm giác nai nhỏ chạy loạn. Cô ta tin tưởng Dương Tiêu vô điều kiện. Rốt cuộc, nếu không có Dương Tiêu, tập đoàn trang sức Bạch Thức đã tan tành trong bão táp. Cô ta Bạch Du Tĩnh sẽ càng mắc nợ nhiều hơn. Dương Thiêu cười khẽ, có tôi đây, cứ yên tâm đi. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Dương Thiêu, Bạch Du Tĩnh đỏ mặt gật đầu. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với Bạch Du Tĩnh rằng chỉ cần có Dương Thiêu, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Cót két tổ vào lúc này, cuộc thi vua đánh cược đá đã vào giai đoạn kết thúc, hàng trăm chuyên gia phân tích chuyên nghiệp hàng đầu trong nước đều dốc sức phân tích các viên đá. Hàng trăm bậc thầy thẩm định báu vật hàng đầu trong nước đều thót tim, thậm chí nhiều người còn toát mồ hôi lạnh ở tay. Vua đánh cược đá, danh hiệu này là một vinh dự lớn. Là chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định báu vật, ai cũng muốn có được danh hiệu này, ghi tên mình vào lịch sử. Các anh nói xem vua đánh cược đá lần này sẽ là ai? Hiện tại đã chọn xong nguyên liệu thô, các nhà chuyên môn có thể bình luận. Theo tôi, Vương Tuần chọn nhanh nhất, và Vương Tuần đã vô địch 2 lần. E rằng phần lớn có thể sẽ giành được danh hiệu vua đánh cược đá lần ban. Đúng, màu sắc và chất lượng của nguyên liệu thô mà Vương Tuân chọn đều rất tuyệt, tôi cũng đánh giá cao Vương Tuân. Hàng chục nghìn người mong chờ, hàng nghìn người xì xào bàn tán, đang rất tò mò không biết ai sẽ giành được danh hiệu vua đánh cược đá. Năm nay, có màu xanh. Hàng trăm viên đá thô được cắt liên tục, chẳng mấy chốc, một viên đá thô có màu xanh. Nghe thấy có màu xanh nhiều người đổ dồn ánh mắt chờ xem. Sau khi quan sát kỹ, chỉ thấy nguyên liệu thô này đúng là có màu xanh lục, nhưng màu xanh lục không được thuần khiết cho lắm. Thật đáng tiếc, đây chỉ là một viên phỉ thúy kiền thanh chủng mà thôi. Nhìn thấy nguyên liệu thô có màu xanh này, nhiều nhà chuyên môn liếc nhìn cũng phải lắc đầu tiếc nuối. Phỉ thúy kiền thanh chủng là loại phỉ thúy có chất lượng trung bình trong số các loại phỉ thúy, tương đối phổ biến. Lúc bình thường có thể thoát ị nhưng đây là cuộc thi vua đánh cược đá, cao thủ như mây, chỉ một viên phỉ thủy kiền thanh chủng hoàn toàn không được gì. Ai, một bậc thầy thám định báu vật thở dài, vẻ mặt đầy thất vọng. Anh ta biết với nguyên liệu thô có miêng phi thúy mà mình chọn, anh ta đã định sẵn sẽ vượt mắt danh hiệu vua đánh cược đá. Có xanh, lại có xanh rồi. Ngay sau đó, đột nhiên vang lên một tiếng hét khác. Khi mọi người ngước nhìn thì thấy đó là một miệng phỉ thúy phủ dung chủng mới, nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên. Trong số rất nhiều loại phỉ thúy phủ dung chủng đã thuộc về loại phỉ thúy cao cấp, có giá trị lớn. Đáng tiếc, mọi người hơi sửng sốt, sau đó sự chờ mong trong mắt mọi người cũng dần dần tan biến. Xét cho cùng, đây là cuộc thi vua đánh cược đá, hầu hết những người dự thi đều là bậc thầy siêu cấp trong giới thẩm định báu vật trong nước.
Phỉ Thúy Phù Dung chủng đương nhiên tốt, nhưng cuối cùng vẫn không phải là tốt nhất. Trong số các loại phỉ thúy tốt nhất là xanh đề vương và ngọc lục bảo. Thứ hai, việc phân loại về cơ bản được chia thành lão khanh trùng, băng trùng, phù dung trùng, kim tê trùng, kiên thanh trùng, đậu trùng, du thanh trùng, mã nha trùng. Vì vậy, trong cuộc thi vua đánh cược đá này, nếu muốn nhận được vé vào cửa của vua đánh cược đá thì ít nhất phải đạt tới lão khanh trùng hoặc băng trùng. Nếu có loại phỉ thúy cao cấp như xanh đề vương hoặc ngọc lục bảo, thì về cơ bản danh hiệu vua đánh cược đá này đã được định sẵn. Dương Tiêu nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, anh mở mắt rồng lên. Phải thừa nhận rằng các thí sinh đều là những người xuất sắc có thâm niên trong ngành thâm định báu vật trong nước, tầm nhìn của họ mạnh hơn cả người trong nghề. Hàng trăm nguyên liệu thô đều có phỉ thế, chất lượng kém nhất là kiền thanh trùng, hầu như không có loại phỉ thúy nào kém chất lượng. Không lâu sau, hiện trường ngạc nhiên ô lên. Vãi, phỉ thúy băng trùng cực phẩm cuối cùng cũng xuất hiện. Kèm theo tiếng cảm thán, trước mắt mọi người hiện lên một miệng phỉ thúy này rõ ràng là băng trùng cực phẩm. Cũng không tệ, bậc thầy thẩm định báu vật chọn nó thở phào nhẹ nhốm. Phỉ thúy băng trùng thuộc loại phỉ thúy hạng nhất, ít nhiều cũng đã có vé vào cửa vua đánh cược đá. Mau nhìn xem, phỉ thúy lão khanh trùng cũng xuất hiện rồi. Hồi ngay sau đó, lại vang lên những tiếng cảm thán, một miệng phỉ thúy lão khanh trùng trị giá hàng triệu tệ, chỉ đứng sau xanh đề vương xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Ha ha, bậc thầy thẩm định báu vật chọn nguyên liệu thô này cười lớn. Những loại xanh đế vương và ngọc lục bảo rất khó gặp, như thường lệ, phỉ thúy lão khanh trùng đã rất tuyệt. Là bậc thầy đồ, phỉ thúy lão khanh trùng này do bậc thầy Đỗ chọn, có người nhận ra ông già nọ đã hét lên. Đúng vậy, là bậc thầy Đỗ đến từ Kim Lăng. Bậc thầy Đỗ là tồn tại giống như ngôi sao sáng trong giới thâm định báu vật trong nước. Lần này, bậc thầy Đỗ rất có hy vọng giành được ngồi vua thẩm định bảo vật. Nhìn mọi người kinh ngạc, Vương Tuấn cười khầy. Đắc ý cái nôi gì, chỉ là một miếng giác. Cái gì? Chỉ là một miếng giác. Nghe những lời của Vương Tuấn, nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi choáng váng. Rõ ràng là không ai ngờ Vương Tuấn lại lớn tiếng như vậy, nói một miệng phỉ thúy lão khanh trùng là giác. Bậc thầy Vương Tuấn, lời cậu nói hơi quá đáng thì phải, bậc thầy Đỗ tức giận hét lên. Vương Tuấn khinh thường nói, quá đáng. Ông già này, chờ tôi dùng thực lực làm mù mắt ông. Đây là gì? Xanh đẹp, màu xanh rất đậm, xanh đề vương, đúng vậy, đây nhất định là xanh đề vương cực phẩm. Cái gì? Xanh đề vương vua của phỉ thúy cuối cùng đã xuất hiện rồi. Nghe vậy, ánh mắt của hàng chục nghìn người đều đổ dồn vào nguyên liệu thô mà Vương Tuấn đã chọn. Nhìn kỹ hơn thì thấy nguyên liệu thô mà Vương Tuấn chọn đã bị cắt hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một miếng phỉ thúy to hơn lòng bàn tay, màu xanh lục lấp lánh. Xanh đề vương cực phẩm. Đây rõ ràng là một miếng xanh đề vương cực phẩm vô cùng quý giá. Trời ạ, một miếng xanh đề vương cực phẩm to như vậy, nếu bán ít nhất cũng phải hàng trăm triệu tệ đúng không? Vô số người kinh ngạc. Không hổ là nhà vô địch hai lần, phương pháp của bậc thầy Vương Tuân quá đỉnh. Trong phút chốc, hàng chục nghìn người vây xem đã bị sốc, hàng trăm bậc thầy thẩm định báu vật từ khắp nơi trên đất nước tái mặt. Vương Tuấn nhìn phỉ thúy xanh đế L vương cực phẩm của mình, anh ta ngạo nghễ nói. Tôi nghĩ đến lúc này rồi, không cần đấu nữa, có thể công, bố vua thẩm định báu vật năm nay rồi nhỉ. Lúc này, Vương Tuấn rất đắc ý. Như thể xuất hiện xanh đề vương cực phẩm, anh ta đã bát khả chiên bại. Lý Hồ cũng cười âm u, như thể tất cả các thí sinh bao gồm cả Dương Tiêu sẽ bị lu mờ. Không cần đấu nữa, anh chắc chắn. Ngay lúc Vương Tuấn đang kiêu ngạo, Dương Tiêu chậm rãi thốt lên một câu nói trêu tức không dịu dàng. Nghe lời Dương Tiêu nói. Vương Tuấn liếc nhìn Dương Tiểu, sao? Trước mặt xanh đê vương cực phẩm của tôi mà cậu còn muôn ngọ nguậy. Không, không phải ngọ nguậy, là nghiền nát, Dương Tiểu khoanh tay trước ngực cười bắt cần đời. Cái gì? Không phải ngọ nguậy, là nghiền nát. Nghe lời này của Dương Tiêu, hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường đã sững sờ, tất cả đều nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt không tin. Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch gì? Lại dám ăn nói lớn lỗi như vậy? Vừa nãy, cuộc thi vua đánh cược đá vừa bắt đầu, Vương Tuấn đã đối đầu với tên nhóc này. Chẳng lẽ tên nhóc này là bậc thầy thẩm định báu vật nổi tiếng trong nước? Cái quằn, sao cậu ta có thể là bậc thầy thẩm định báu vật được? Thằng nhóc này rất lại, lôi đã gặp mặt tất cả các bậc thầy thẩm định báu vật trong nước, chỉ có thằng nhóc này là chưa gặp bao giờ. Đúng vậy, theo tôi thấy,
có lẽ thằng nhóc này đến đây loè loẹt, chờ mà xem, tôi nghĩ lát nữa cậu ta sẽ không còn tư cách kiêu ngạo trước mặt Vương Tuấn. Vương Tuấn chọn chúng sanh đề vương cực phẩm trị giá hàng trăm triệu tệ không kém gì một tiếng nổ vang trời trong đám đông. Như thể miếng xanh đề vương cực phẩm của Vương Tuấn này vừa xuất hiện, vua đánh cực đá đã được xác định, không cân đầu nữa, Vương Tuấn nhất định sẽ trở thành nhà vô địch lần ba. Lý Hồ chế nhạo, ngạo mạn. Nghe thấy Hỗ Gia nói gì chưa? Cậu ngạo mạn, Vương Tuấn cười khẩy. Anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu như thể đang xem một trò đùa, như thể Dương Tiêu là phôi thai thô kệch không lên nổi mặt bàn. Dương Tiêu cười đùa nói, đừng vui mừng quá sớm, tiếp theo là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích. Giả thần giả quỷ, Vương Tuấn chế nhạo. Lúc này, rất nhiều người nhìn nguyên liệu thô mà Dương Tiêu chọn, không ít người nhíu mày, đều lộ ra vẻ không coi trọng. Bởi vì, nguyên liệu thô mà Dương Tiêu chọn thực sự quá nhỏ, không hề lớn, lại lọt thỏm giữa rất nguyên liệu đá thô. Cho dù bên trong có miếng phỉ thúy thì có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh với xanh đê vương cực phẩm trị giá hàng trăm triệu tệ của Vương Tuấn? Bạch Xu Tĩnh lo lắng siết chặt góc quần áo. Cô ta biết trong kiểu đại hội như này xuất hiện một miếng xanh đề vương cực phẩm. Trị giá hàng trăm triệu tệ là bùng nổ như thế nào? Bạch Xu Tĩnh quá hiểu về châu báu, cô ta có thể nhìn ra cho dù nguyên liệu thô của Dương Tiêu thực sự có phỉ thúy tốt, thì e rằng cũng không thể so sánh với cái Vương Tuấn chọn. Tuy nhiên, Dương Tiêu không hề sợ, nụ cười trên mặt tồn tại rất lâu không biến mất. Nhìn thấy Dương Tiêu không hề hoảng sợ, Vương Tuấn hơi ngạc nhiên. Anh ta thật sự không hiểu Dương Tiêu lấy tự tin ở đâu lại dám đôi đầu trực diện với anh ta. Chờ mà xem L thằng nhóc này nhất định sẽ trở thành trò cười, mọi người sẽ cười rụng răng. Chắc chắn là vậy rồi, vụ đánh cực đá lần này chắc chắn là của Vương, Tuấn, xanh đề vương cực phẩm xuất hiện, không thể tranh được nữa. Nhiều người lần lượt lên tiếng, cứ như thế vụ đánh cực đá lần này không có duyên với Dương Tiêu, còn Vương Tuấn thì xứng đáng với danh hiệu vụ đánh cực đá. Nhóm giám khảo và trọng tài trong cuộc thi vua đánh cược đá đều có vẻ mặt ảm đạm, nếu không phải Dương Tiêu quấy rối, có lẽ bọn họ đã công bố vua đánh cược đá năm nay rồi. Bọn họ đều nhận tiền của Lý Hồ, có thông tin nội bộ, họ đương nhiên hy vọng không có sự thay đổi nào, Vương Tuấn có thể thành công giành được danh hiệu vua đánh cược đá. Vương Tuấn chế nhạo, tôi ngược lại muốn xem thử cậu còn muôn đâu với tôi như thế nào. Rửa mắt chờ xem, Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Không chịu nổi một đòn. Vương Tuấn chế nhạo. Lý Hỗ cười không nói, mấy chục nghìn người có mặt tại hiện trường lộ ra ánh mắt sắc bén, bọn họ cũng không coi trọng Dương Tiêu. Hả, hiện xanh rồi, nguyên liệu thô này cũng có màu xanh. Đúng lúc mọi người không coi trọng Dương Tiêu, người ke đá phụ trách cặt nguyên liệu thô của Dương Tiêu đã hét lên. Thằng nhóc này cũng có xanh. Nhiều người ngạc nhiên, đồng, loạt ngắm đầu tập trung vào nguyên liệu thô của Dương Tiêu chọn. Nhìn kỹ hơn thì thấy nguyên liệu thô của Dương Tiêu chọn đúng là có màu xanh lục, và màu sắc đâm không kém xanh đề vương cực phẩm của Vương Tuấn chọn, thậm chí màu sắc còn đẹp hơn. Hả, đây cũng là xanh đề vương cực phẩm, vẻ mặt Vương Tuấn thay đổi lớn. Vãi à, thực sự là xanh đế vương cực phẩm, chẳng trách thằng nhóc này lại ăn nói lớn lối như vậy. Trong phút chốc, khi nhìn thấy miếng xanh đề vương cực phẩm khác được mở ra, hàng chục nghìn người kinh hãi. Xanh đề vương cực phẩm, quá tốt. Bạch Xu Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiêu cười nói, đã nói rửa mắt chờ xem mà, không làm cô thất vọng chứ. Đúng vậy, nguyên liệu thô của Dương Tiêu chọn cũng ẩn chứa xanh đề vương cực phẩm. Với sự trợ giúp của mắt rồng nên, trong số rất nhiều nguyên liệu thô Dương Tiêu đã chọn được nguyên liệu thô chỉ đứng sau nguyên liệu thô có xanh đề vương cực phẩm của Vương Tuấn. Hừ, ánh mắt Vương Tuấn hơi ảm đạm. Vẻ mặt của Lý Hỗ hơi thay đổi. Rõ ràng cả hai đều không ngờ nguyên liệu thô của Dương Tiêu chọn cũng có xanh đề vương cực phẩm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, như đã biết, xanh đề vương cực phẩm thường có thể gặp không thê cầu. Ngay cả trong cuộc thi vổ đánh cực đá 5 năm một lần, xác suất xuất hiện hai miếng xanh đề vương cực phẩm cùng một lúc là cực kỳ nhỏ. Điều mọi người không ngờ tới là trong cuộc thi vô đánh cực đá lần này lại xuất hiện hai miếng xanh đề vương cực phẩm. Dưới sự cắt gọt cẩn thận của thợ cắt đá, xanh đề vương cực phẩm của Dương Tiêu nhanh chóng xuất hiện trong mắt mọi người. Thợ cắt đá cẩn thận rửa xanh đề vương trong nước sạch, chỉ thấy xanh đề vương cực phẩm có kích thước bằng quả trứng gà. Nhìn thấy kích thước miếng xanh đề vương cực phẩm của Dương Tiêu, Vương Tuấn đột nhiên cười điên cuồng, ha 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 ha. Chỉ thế thôi. Dương Tiêu, chỉ thế thôi mà cậu còn muốn đấu với tôi. Tôi khuyên cậu nên về sớm tắm rửa ngủ một giấc đi.
của anh ta có kích thước to hơn lòng bàn tay, trong khi xanh đế vương của Dương Tiêu chỉ bằng kích thước của một quả trứng. Khoảng cách giữa hai người, đặt cùng một chỗ so sánh, không phải khác biệt bình thường. Nhiều người lắc đầu thở dài, trong lòng họ cũng tiếc nuối. Xanh đế vương cực phẩm này đúng là tốt, nhưng so với xanh đế vương của Vương Tuần thì giá trị không cùng đẳng cấp. Đúng vậy, xanh đế vương của Vương Tuần có thể có giá ít nhất hàng trăm triệu tệ, mà của thằng nhóc này 30-40 triệu tệ đã không tệ rồi. Ừ, đúng. Mặc dù thằng nhóc này mang đến cho chúng ta bất ngờ không nhỏ, nhưng trước mặt Vương Tuân cậu ta vẫn thua. Vốn trong lòng Bạch Du Tĩnh đang có một chút hy vọng, nhưng khi nhìn thấy miếng xanh đế vương cực phẩm có kích thước bằng quả trứng, ngọn lửa hy vọng trong lòng cô ta chợt vụt tắt. Thua, cô ta thua. Dương Tiêu và Vương Tuân đối đầu, người cười cuối cùng vẫn là Vương Tuân. Vương Tuân nhìn về phía trọng tài trưởng, trọng tài, đã đến lúc này, chúng ta có thể công bố vua đánh cược đá rồi chứ? Ừ, có thể công bố rồi, trọng tài trưởng gật đầu. Vội gì, Dương Tiêu chế nhạo. Vương Tuần khinh thường nói, sao? Chuyện đã đến mức này, cậu còn muốn ngọ nguậy? Không, không phải ngọ nguậy, mà là giây phút tiếp theo là khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích. 3, 2, 1. Ngay bây giờ, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy ý cười, anh cười không tử tế. Cạch, cạch kẹ trồ trong ánh mắt quan sát của mọi người, khoảnh khắc thay. Đổi đột ngột đã xuất hiện. Đây là âm thanh gì, Vương Tuân rung tai. Tuy nhiên dưới sự chứng kiến của mọi người, chỉ thấy xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuấn xuất hiện vết nứt càng ngày càng lớn, dày đặc, giống như mạng nhện dày đặc kinh hãi lòng người. Một người trong, số họ nhìn thấy, cảnh tượng này đã thốt lên, mọi người mau nhìn xem, miếng phỉ thúy xanh đế vương của Vương Tuần, bậc thầy Vương cắt ra vỡ rồi. Cái gì? Xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuân cất ra bị vỡ. Vèo vèo vèon trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuân cất ra. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình. Vừa nhìn đã thấy vết nút trên miếng xanh đế vương cực phẩm này càng ngày càng rõ ràng. Cạch cạch, cạch cạch kẹ trồ cuối cùng, dưới sự chú ý của mọi người, miếng phỉ thúy. Xanh đế vương giá trị này đột nhiên vỡ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, văng tứ tung. Nhìn thấy xanh đế vương cực phẩm của mình biến thành từng mảnh, mí mặt Vương Tuần nhảy loạn lên, hai mắt anh ta đen kịt suýt ngã nhào xuống đất. Vỡ, vậy mà lại vỡ, chuyện này. Làm sao có thể, Vương Tuần hét lên như vừa nhìn thấy ma. Hả, tình huống gì, ngay cả Lý Hồ Đạng tràn đầy vui đùa cũng thay đổi sắc mặt. Nhìn thấy cảnh này, vòng cung yêu ma của Dương Tiêu nhếch lên càng ngày càng đập, như, thể tất cả những chuyện này không nằm ngoài mong đợi của anh. Và nhiều người có mặt tại hiện trường trố mắt nhìn, như thể bọn họ đã nhìn thấy một điều gì đó khó tin. Vãi à, không phải chứ, xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuần, bậc thầy Vương lại bị võ. Chuyện này máu chó quá rồi nhỉ. Đúng đúng, xếp công bố vô đánh cực đá, đang yên đanh lành sao miệng xanh đế vương cực phẩm này lại bị vỡ nhỉ. Thật sự có quỷ, chuyện này, quá kinh khủng. Trong phút chốc, hàng chục nghìn người có mặt đều sững sờ. Không ai ngờ tới vào thời khắc máu chốt nhát trong cuộc thi vua đánh cược đá lại xảy ra cảnh tượng này. Bạch Du Tĩnh che đôi môi đỏ mọng gợi cảm không thể tin được, cô ta chỉ cảm thấy mình đang mơ. Nếu xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuần bị vỡ, thì thứ giá trị nhất ở hiện trường là xanh đế vương cực của Dương Tiêu. Nói cách khác, Dương Tiêu sẽ nghiễm nhiên trở thành ngựa đen lớn nhất trong cuộc thi vua đánh cược đá này. Nhìn Vương Tuần đang ngân người, Dương Tiêu cười đùa, ét chết chê. Vỡ rồi à? Sao lại vỡ thế, tôi không mơ tưởng gì về vua đánh cược đá, ai biết nó lại vỡ như này, chẳng phải tôi sẽ trở thành vua đánh cược đá à? Số mệnh, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Giờ phút này, Dương Tiêu không hề khiêm tôn, trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Nghe lời nói của Dương Tiêu, Vương Tuần cảm thấy mình như bị trúng 1 triệu điểm sát thương, lúc này anh ta có cảm giác như vừa nuốt phải phân. Chỉ vài chục giây trước, anh ta đã cầm chắc ngôi vị vua đánh cược đá. Trong nháy mắt xanh đế vương cực phẩm bị vỡ, cảm giác đó giống như từ trên mây rơi xuống, cảm giác rơi mạnh khiến Vương Tuần gần như không thở nổi. Vỡ! Xanh đế vương cực phẩm của mình lại vỡ. Không thể nào, điều này đơn giản là không thể. Có gian lận, chắc chắn trong này có gian lận, Vương Tuấn hét lên. Anh ta sắp trở thành vua đánh cược đá 3 lần liên tiếp, trở thành vua đánh cược đá lần 3, cảnh ngộ hiện giờ khiến Vương Tuần thật sự không chấp nhận nổi. Lý Hỗ cũng đen mặt nhìn Dương Tiêu,
đúng vậy, chắc chắn trong này có người giở trò. Đang yên đang lành, Xanh Đế Vương cực phâm bị vỡ, nói ra ai tin được. Đúng vậy, quả thật ở đây có gian lận, Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu. Cái gì, quả thật có gian lận? Thằng nhóc trước mặt này lại không biết xấu hổ thừa nhận. Ngay sau đó, khi những người có mặt tại hiện trường đang mơ màng, Dương Tiêu chỉ vào Lý Hổ nói, mọi người, đây là Lý Hổ, ông chủ Lý đến từ Đông Nam A. Tôi nghĩ nhiều người đã biệt tên tuổi của ông ta. Lần này Lý Hổ, ông chủ Lý trở về nước bắt đầu chuẩn bị tham gia kinh doanh châu báu, vì thế ông ta bắt tay với Vương Tuấn, nhà vô địch hai lần giành danh hiệu vua đánh cược đãi. Một khi bọn họ thắng, nhất định sẽ trở nên nổi tiếng trong ngành trang sức trong nước. Vì đề không xảy ra sai sót nào, chắc hẳn bọn họ đã tiêu tốn không ít mua chuộc quan hệ, có nội tình. Theo lời của bọn họ, quả thật trong đây có gian lận. Hỏi khi Dương Tiêu rút rơi, hiện trường to lớn lập tức ồn ào. Vô số người trợn tròn mắt, Dương Tiêu nói rõ ràng như vậy, ngay cả kẻ ngốc cũng biết Dương Tiêu có ý gì. Mẹ kiếp, cậu hại chúng tôi, cậu được ích lợi gì sao? Lý Hổ nghe xong, phổi ông ta cũng sắp nổ tung. Đúng vậy, cậu hại chúng tôi, cậu được ích lợi gì sao? Vương Tuân cũng lạnh lùng mắng. Cả hai người đều rất tức giận, đang yên đang lành Xanh Đế Vương cực phẩm bị vỡ, bọn họ nói có gian lận, và Dương Tiêu cắn ngược lại, nói bọn họ có nội tình, hai người họ buồn bực đến mức hộc máu. Trộm gà, Dương Tiêu này đúng là một tên trộm gà. Dương Tiêu cười nói, chắc hẳn có không ít người nghi ngờ lời nói của tôi. Tôi chỉ nói một câu đơn giản, từ lúc bắt đầu Vương Tuấn vào địa điểm chọn nguyên liệu thô, anh ta đã nói chuyện với tôi, sau đó xoay người lấy một miếng nguyên liệu thô, anh ta chẳng thèm nhìn nguyên liệu thô khác. Sau đó, cắt được một miếng Xanh Đế Vương cực phẩm, giá trị 100 triệu tệ. Mọi người không cảm thấy ở đây có trò mèo gì sao? Chuyện này, nghe Dương Tiêu nói, không ít người kinh ngạc. Những gì Dương Tiêu nói rất có lý, vừa nãy có không ít người thắc mắc, sao Vương Tuân lại chọn nguyên liệu thô nhanh như vậy? Hơn nữa, vừa cắt đã được Xanh Đế Vương cực phẩm trị giá hàng 100 triệu tệ, vận may này cũng tốt quá rồi. Phải biết rằng, ngay cả bậc thầy thâm định báu vật thực sự đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm, và tốc độ Vương Tuân chọn nguyên liệu thô đơn giản là khiến người khác trợn mắt há hốc mồm. Tại hiện trường có hàng trăm người dự thi, về cơ bản các bậc thầy thâm định báu vật đã do dự một lúc lâu mới hoàn thành việc chọn nguyên liệu thô. Về phân Lý Hổ, nhiều người có mặt tại hiện trường cũng biết, doanh nhân truyền kỳ giàu có ở Đông Nam Á về cơ bản không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi. Vương Tuấn tức giận nói, vớ vẩn. Tôi là nhà vô địch hai lần, tôi đã đoạt được danh hiệu vua đánh cược đá hai lần liên tiếp. Chẳng lẽ thực lực của tôi còn cần cậu nghi ngờ? Theo tôi, Xanh Đế Vương cực phẩm của tôi bị vỡ chắc chắn có liên quan đến cậu. Khi đặt nguyên liệu thô, cậu đặc biệt chạm vào nguyên liệu thô của tôi, nói, có phải cậu đã động tay động chân? Suy nghĩ kỹ, Vương Tuân càng chắc chắn, Dương Tiêu đặc biệt chạm vào nguyên liệu thô của mình, là nguyên nhân dẫn đến Xanh Đế Vương cực phẩm của mình bị vỡ vào thời khắc máu chốt nhất. Nếu không, đang yên đang lành tuyệt đối sẽ không có sự có bất ngờ như vậy. Tôi động tay động chân, anh bạn, tại hiện trường có rất nhiều ánh mắt theo dõi. Tôi chỉ tò mò, vô ý chạm vào một đợt vậy, chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng nguyên liệu thô kia rất chắc, phỉ thúy cũng rất cứng, tôi chạm vào nó đã vỡ tung. Anh cho rằng tôi có nội lực à, Dương Tiêu chế nhạo. Giờ phút này, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy nụ cười vui đùa, thậm chí nụ cười này còn có phần không kiêng nề gì cả. Như thể Dương Tiêu đang biểu đạt, đúng vậy, tôi động tay động chân đây. Sao, anh có bằng chứng chứng minh tôi làm không? Không có bằng chứng chứ gì. Hỏi anh có tức không đó, tôi hỏi anh có tức không đói binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Anh chơi nội tình. Anh chơi kế, tôi sẽ chống lại nội tình, tôi sẽ chống lại kế. Hỏi anh có tức không, tôi thích nhìn dáng vẻ anh muôn dê tôi nhưng không giết được đấy. Nhìn Dương Tiêu ngang ngược như vậy, Vương Tuân tức đến mức suýt bùng nổ. Cậu, Vương Tuân chỉ vào Dương Tiêu trừng mắt tức giận, anh ta thực sự hận nghiến răng nghiến lợi, muôn tát chê Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, được rồi. Tôi thăng thắn, tôi không chỉ có nội lực. Mà nội lực còn rất thâm hậu, tôi cố ý làm như vậy. Lúc tôi chạm vào nguyên liệu thô của anh đã dồn nội lực, trực tiếp làm vỡ miếng Xanh Đế Vương cực phẩm của anh. Bây giờ anh có thể nộp đơn khiếu nại tôi, bây giờ anh có thể nộp đơn hủy tư cách thi của tôi. Thừa nhận. Dương Tiêu này lại không biết xấu hổ thừa nhận.
nhưng điều khiến Vương Tuần muốn hộc máu là thủ đoạn thừa nhận này thật sự khiến anh ta không thể kiềm chế được Dương Tiêu. Cậu có nội lực, chạm vào nguyên liệu thô đã dồn nội lực. Sở dĩ xanh đế vương cực phẩm của anh ta vỡ là do Dương Tiêu dùng nội lực đập vỡ. Đây, đây rõ ràng là chuyện nhảm nhí trong mắt người thường. Dương Tiêu nhìn về phía trọng tài, các vị trọng tài và giám khảo, tôi gian lận, tôi dồn nội lực đập vỡ xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuân. Tôi thừa nhận, các người sẽ giải quyết loại chuyện này như thế nào? Nghe lời Dương Tiêu nói, nhóm giám khảo và trọng tài trên sân khấu đều đen mặt, khóe miệng co giật kịch liệt. Dồn nội lực. Đang nói nhảm hả? Mặc dù bọn họ đều cảm thấy Dương Tiêu dở trò, nhưng bọn họ thực sự không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, Vương Tuần tức giận mắng. Dương Tiêu quay lại nhìn đám đông, mọi người, tôi gian lận. Tôi dùng nội lực đập vỡ miệng xanh đế vương của Vương Tuần. Tôi có nên bị loại khỏi cuộc thi không? Nghe vậy, nhiều người có mặt tại hiện trường dở khóc dở cười, bọn họ nhận ra Dương Tiêu rất thú vị. Nội lực, anh chàng này có nội lực. Anh bạn đừng đùa nữa ồ nói trắng ra, bản chất của nguyên liệu thô là đá, cực kỳ chắc, nếu không khi cắt đá cũng sẽ không cần cắt bằng dụng cụ. Thời buổi này, nội lực gì chứ? Đây không phải chỉ tồn tại trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Lý Hồ, ông chủ Lý, tiêu nhiều tiền như vậy, bây giờ các người không còn duyên với vua đánh cược đá, cảm giác thế nào? Dương Tiêu hỏi thẳng. Lý Hồ tức giận thân hình mập mạp run lên. Vì để tránh xảy ra sai sót ông ta đã bỏ ra hàng chục triệu tệ mua chuộc trên dưới. Mặc dù mấy chục triệu tệ không là gì với ông ta, nhưng tiêu tiền mà không được như ý, lại bị Dương Tiêu khiêu khích, Lý Hồ thật sự khó chịu như chó husky động đê, c. Hơn nữa, trước đó ông ta còn nói những lời cay nghiệt, nhưng hiện tại thực tế lại vả mặt. Con người của Lý Hồ co rút lại, trong mắt ông ta hiện lên vẻ ớn lạnh nhìn Dương Tiêu hằm hằm. Lý Hồ nói, nhóc, tôi cảnh cáo cậu. Ăn nói cẩn thận vào. Đạt đến mức như Lý Hồ, ông ta biết trên đời này có nội lực. Nhưng nếu muốn dễ dàng đập vỡ miếng xanh để vương cực C phẩm trong nguyên liệu thô thì e rằng ít nhất cũng cần đạt đến thực lực như vương bọn họ. Tên nhóc Dương Tiêu trước mặt này còn trẻ, sao cậu ta có thể có sức mạnh như vậy? Cho dù là Phùng Tứ hay Võ Thu Hoàng đã chết, họ đều là những cao thủ võ thuật, nhưng không ai trong số họ có đủ sức mạnh đập vỡ nguyên liệu thô. Trong mắt Lý Hồ, Dương Tiêu có kỹ năng, TH âng cũng không thể có được sức mạnh ngang ngược như vậy. Dương Tiêu cười không tử tế nói, sao? Dám chơi nội tình còn không dám để cho tôi nói. Bây giờ, Dương Tiêu thực sự không lo lắng gì cả. Nếu không phải Bạch Du Tĩnh mời, Dương Tiêu đã không tham gia cuộc thi vua đánh cược đá, càng sẽ không hình được danh hiệu vua đánh cược Á. Kê câu của anh tuyệt đối không chỉ giới hạn trong giới đánh cược đá. Tương lai của Dương Tiêu phải là đại dương bao la và bầu trời đây sao? Về phần những giám khảo này, Dương Tiêu tự nhiên sẽ không cho ai sắc mặt tốt. Chơi nội tình, lại còn có khẩu hiệu công bằng công chính, quá mỉa mai. Các vị trọng tài và giám khảo, mọi người đã thấy rồi đó, thằng nhóc này phi báng trăng trọn, không, chỉ phi báng tôi mà còn phỉ báng tất cả các vị ngồi đây, nên bỏ tư cách thi của cậu ta chứ. Đây là khiêu khích. Đây là khiêu khích trắng trợn, Lý Hồ đen mặt nhìn về phía trọng tài. Nhóm trọng tài đã không hài lòng với Dương Tiêu từ lâu, họ lấy tiền của Lý Hồ, và Dương Tiêu đã vạch trần hành động sâu của họ trước công chúng, không cần phải nói bọn họ chướng mắt Dương Tiêu đến nhường nào. Trọng tài trưởng đứng lên nhìn Dương Tiêu măng, người trẻ tuổi, hãy chú ý lời nói của cậu. Chú ý lời nói của tôi, chẳng lẽ tôi đã nói sai, Dương Tiêu chê nhạo. Hỗn láo, thấy Dương Tiêu không ăn năn. Một trọng tài khác đứng lên trừng mắt nhìn anh. Dương Tiêu diêu cọt, tôi hỗn láo. Các người giao dịch riêng tư, không nộ băng công chính gì cả, coi tất cả những người có mặt tại đây như khỉ chơi đùa. Các người nói tôi hỗn láo, tôi thấy các người mới là người hỗn láo. Đối đầu, Dương Tiêu đối đầu trực tiếp với nhóm trọng tài và giám khảo. Anh, Dương Tiêu không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Gặp phải chuyện bắt công Dương Tiêu vẫn sẽ chiến đấu. Chưa kể gặp chuyện bắt công không hét lên, phàn nàn thì vẫn có thê. Dương Tiêu, vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Du Tĩnh tái nhợt, cô ta thật sự không ngờ hành vi của Dương Tiêu lại điện cuồng như vậy. Như đã biết, xanh đế vương cực phẩm của Vương Tuần cắt ra đã vỡ. Hơn nữa, cho dù Dương Tiêu động tay động chân, nhưng bọn họ không có bằng chứng, Dương Tiêu lại cắt ra xanh đế vương cực phẩm, không có sự cố gì thì Dương Tiêu sẽ nghiễm nhiên trở thành vua đánh cược đá lần này. Nhưng lúc này,
Dương Tiêu đang khiêu khích nhóm trọng tài và giám khảo, theo quan điểm của Bạch Du Tĩnh, điều này rất không lý trí. Dương Tiêu vỗ về cười nói, cô Bạch, cô cứ yên tâm, đám người này không có tí uy hiếp gì với tôi cả, bọn họ có gan thì tới hủy danh hiệu vua đánh cược đá của tôi. Bọn họ có gan thì tới hủy danh hiệu vua đánh cược đá của tôi. Nghe Dương Tiêu nói, vô số người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt, không ít người đồng loạt hít hà, bọn họ thật sự không biết Dương Tiêu đang làm gì. Điên, thật sự điên rồ. Khiêu khích Lý Hỗ doanh nhân giàu có ở Đông Nam à xong, lại khiêu khích nhóm trọng tài và giám khảo trong cuộc thi vua đánh cược đá, trong mắt mọi người, Dương Tiêu thực sự giống như một kẻ mật trí. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy ý cười, anh nói đúng, bọn giám khảo này hoàn toàn không có tính uy hiếp với anh. Anh là ai? Anh, Dương Tiêu là Mr. Yang dung trời chuyển đất trên đấu trường cuộc T. Anh, Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc. Anh còn là chủ của Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Giờ đây, tập đoàn Đề Hào, tập đoàn lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc là tài sản riêng của Dương Tiêu, không biết đã kiểm soát nhịp độ kinh tế của bao nhiêu người. Thậm chí, Dương Tiêu có thể nói, khinh thường, anh khá khinh thường bọn trọng tài và giám khảo cấu kết với nhau làm chuyện sâu này. Không gây chuyện thì không sao, đã gây chuyện thì một cú điện thoại của Dương Tiêu sẽ trực tiếp tiêu diệt tất cả đám người này. Lý Hỗ nhìn chằm chằm Dương Tiêu, tức giận nói, các vị trọng tài và giám khảo, mọi người thầy rồi đó, tên nhóc này quá kiêu căng hung hăng càn quấy, có phải nên hủy phân dự thi của cậu ta không? Đúng vậy, sao có thể trao danh hiệu vua đánh cược đá cho loại người như vậy được, Vương Tuân hét lên. Anh ta không thể thắng vua đánh cược đá năm nay, đương nhiên anh ra cũng không muốn nhìn thấy Dương Tiêu trở thành vua hạnh cược đá lần này. Ánh mắt trọng tài trưởng lạnh lùng nhìn Dương Tiêu hăm hăm, cậu. Dám bôi nhỏ chúng tôi, cậu đã biết tội chưa? Đúng vậy, dám bôi nhỏ chúng tôi, cậu đã biết tội chưa? Dám bôi nhỏ chúng tôi, cậu đã biết tội chưa? Trong phút chốc, tất cả giám khảo và trọng tài đồng loạt đứng lên, tất cả đều trừng mắt nhìn Dương Tiêu, như thể Dương Tiêu đã xúc phạm khiến nhiều người tức giận, Dương Tiêu mắc tội không thể tha thứ. Nhìn thấy rất nhiều trọng tài và giám khảo đồng loạt làm khó Dương Tiêu, hàng chục nghìn người có mặt tại đây không khỏi bàng hoàng. Xong, xong rồi, thằng nhóc này sắp xong đời rồi. Dám khiêu khích nhóm trọng tài và giám khảo, danh hiệu vua đánh cược đá của cậu ta được định sẵn bị mất rồi. Thằng nhóc này bị sao vậy? Sốt của cậu ta bị điên hay là không sợ gì cả? Tuổi trẻ lông bông, tôi thấy thằng nhóc này tuổi trẻ lông bông thôi, cậu ta chắc chắn sẽ xong đời. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt kinh hãi, không ai ngờ Dương Tiêu lại dám thách thức nhóm trọng tài và giám khảo. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh càng ngày càng tái nhọt, cô ta thật sự không hiểu Dương Tiêu. Lấy đâu ra tự tin điên cuồng đến thế? Lý, Hồ và Vương Tuần đều nhếch mép cười khẩy âm u lạnh lẽo, như thế Dương Tiêu đang tự tìm chết. Hôm nay Dương Tiêu đã được định sẵn sẽ lật thuyền trong mương. Bị một nhóm người nhắm tới, Dương Tiêu chế nhạo, tôi đã biết tội chưa? Các người câu kết với nhau làm chuyện xấu, các người đã biết tội chưa? Cái gì? Các người đã biết tội chưa? Vừa rút lời, không biết có bao nhiêu người không nhìn được ra mặt run lên, bọn họ càng ngày càng không hiểu hành động của Dương Tiêu. Khốn kiếp, trọng tài trưởng võ bàn tức giận. Dương Tiêu giễu cợt, lão già, cho ông một cơ hội lập tức giải thích cặn kẽ quá trình câu kết với nhau làm chuyện xấu của các người, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với các người. Giải thích cặn kẽ quá trình cấu kết với nhau làm chuyện sâu. Lý Hồ và bọn trọng tài, giám khảo tức giận nắm chặt tay. Trong mắt bọn họ Dương Tiêu rất quá đáng. Tại hiện trường có hàng chục nghìn người, chẳng lẽ bọn họ còn không dám kìm chân Dương Tiêu? Sai rồi, sai lớn rồi. Mọi người, tên này gan to bằng trời, tôi đề nghị hủy bỏ tư cách thi đấu, bị buộc đuôi ra ngoài, Lý Hỗ đen mặt nói. Trọng tài trưởng âm u nói, Dương Tiêu, cậu coi trời bằng vung, không tuân thủ trận tự thi đấu của vua đánh cược đá, buộc tội bôi nhỏ trọng tài, sỉ nhục trọng tài. Tôi thông báo. Hủy bỏ tư cách thi vua đánh cược đá của Dương Tiêu, bị buộc đuổi ra ngoài. Người đâu, đuổi tên này ra ngoài ngay cho tôi. Vâng, nhóm nhân viên bảo vệ duy trì trật tự tại hiện trường đồng loạt lao về phía Dương Tiêu. Bạch Du Tĩnh lo lắng kéo Dương Tiêu, làm sao đây, Dương Tiêu bây giờ phải làm gì? Cô Bạch, không cần lo, đám người ô hợp không có tính uy hiếp với tôi, vẻ mặt Dương Tiêu lạnh nhạt. Đám người ô hợp, không có tính uy hiếp. Nghe những lời này của Dương Tiêu,
không biết có bao nhiêu người nổi sóng gió trong lòng. Kiêu căng, trong mắt mọi người, lời nói của Dương Tiêu quá kiêu căng. Bắt cậu ta lại, vẻ mặt Vương Tuấn dữ tợn hét lên. Bắt lại, trọng tài trưởng lạnh lùng măng. Trong phút chốc, có ít nhất hại 30 nhân viên bảo vệ lao về phía Dương Tiêu, khuôn mặt của họ rất dữ tợn. Như thế Dương Tiêu đã được định sẵn bị bọn họ cưỡng chế đuổi ra ngoài. Bắt lại, tôi ngược lại muốn nhìn xem người nào to gan dám động tay với cậu Dương Tiêu. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Dương Tiêu sắp xong đời, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Cộp cộp cộp. Ngay sau đó đã nhìn thấy một nhóm người mặc đồng, phục màu đen đảng đi về phía bên này, người đứng đầu đội là một ông già. Bên cạnh ông già là Hoa Mộ Tranh, nhìn thấy Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh vén sợi tóc dài trước trán trắng như tuyết lên cười dịu dàng. Nhìn thấy Hoa Mộ Tranh tới, Dương Tiêu cười, anh biết tiếp theo sẽ có một chương trình hay. Nhìn rõ ông già dẫn đầu, trọng tài trưởng đột nhiên thay đôi sắc mặt, hội trưởng Lý, nhìn thấy ông già, tất cả trọng tài và giám khảo có mặt tại hiện trường đều thay đổi sắc mặt như điên. Ông già này không phải ai khác, chính là Lý Uyên Phảng, hội trưởng Hiệp hội Thẩm định Báu vật Thiên Phủ Chi Quốc. Cách đây không lâu, Hoa Mộ Tranh nhận được tin từ Dương Tiêu, cô đã dùng sức triệu tập của tập đoàn Đế Hào trực tiếp tiến hành kiểm tra ngân hàng, trực tiếp kiểm tra tài khoản của tất cả các trọng tài và giám khảo của giải đấu vua đánh cược đá, sau đó liên hệ với hội trưởng Lý của Hiệp hội Thẩm định Báu vật. Hội trưởng Lý biết được điều này, ông ấy như sắp nứt cả tim gan. Bọn lão già có mắt nhự mù này lại dám đắc tội ông chủ của tập đoàn Đế Hào. Bọn này muốn làm gì? Tất cả đều chán sông hả? Hội trưởng Lý biết rõ tập đoàn Đế Hào có ý nghĩa gì ở trong nước. Hội trưởng Lý bước tới ánh mắt lạnh lùng nói, Vương Thu, câu kết với Lý Hồ chơi nội tình, ai cho ông can đảm đó. Trọng tài trưởng tên là Vương Thu, bị hội trưởng Lý chất vấn, trọng tài trưởng Vương Thu giật mình ngay tại chỗ. Hội trưởng Lý, người đang nói gì vậy? Học trò không hiểu, Vương Thu giật nảy mình. Hội trưởng Lý là người đứng đầu hiệp, hội thẩm định báu vật toàn quốc. Có tiếng nói rất mạnh. Cuộc thi vua đánh cược đá được tổ chức dưới danh nghĩa của Hiệp hội Thẩm định Báu vật Toàn quốc, ông ta chỉ là người phụ trách tại hiện trường cuộc thi vua đánh cược đá. Nếu hội trưởng Lý biết mình cấu kết với Lý Hồ, thì hậu quả khủng khiếp sẽ không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiêu chế nhạo, giả vờ. Ông cứ giả vờ tiếp đi. Thằng nhóc kia, tôi cảnh cáo cậu, cậu bót bôi nhỏ ở đây đi, Vương Thu đen mặt trách mắng. Dương Tiêu lại trêu đùa, bôi nhỏ. Tôi bôi nhỏ ông, thật không, cô Hoa, đưa tin tức lớn cho bọn họ, nếu không, tôi nghĩ bọn họ sẽ không nhìn rõ bản thân. Hội trưởng Lý, đây, Hoa Mộ Tranh cười duyên, đưa tài liệu ghi chép chuyển khoản cho hội trưởng Lý. Sau khi hội trưởng Lý nhận bản ghi chép, ông đột nhiên ném cho Vương Thu. Mở mắt chó của ông ra xem đây là gì, cảm xúc của hội trưởng Lý khá kích động. Như đã biết cuộc thi vua đánh cược đá được tổ chức 5 năm một lần. Lần nào Hiệp hội Thẩm định Báu vật Toàn quốc cũng rất coi trọng. Bây giờ, xuất hiện tình huống cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không chỉ đánh vào mặt Hiệp hội Thẩm định Báu vật, mà còn đánh vào mặt ông. Quan trọng nhất là người tìm tới cửa lại là tập đoàn Đế Hào, tập đoàn lớn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc. Nếu không giải trình thỏa đáng vấn đề này với tập đoàn Đế Hào, một khi tập đoàn Đế Hào tức giận, ông sẽ bị cách chức hội trưởng. Đây là... Cầm bản ghi chép truyền tiền. Mí mắt Vương Thu nhảy loạn xạ, trong lòng ông ta dâng lên vô vàn gợn sóng, không dám tin vào hai mắt mình. Ông ta đã giao dịch cẩn thận với Lý Hỗ đến thế, vậy mà lại bị phát hiện. Điều này, làm sao có thể? Mình không cầm thẻ căn cước đến ngân hàng kiểm tra ghi chép giao dịch của mình, làm sao đối phương lây được? Choáng váng, Vương Thu hoàn toàn choáng váng. Nhóm trọng tài và giám khảo bước lên nhìn, tất cả bọn họ cũng rộng như Vương Thu, hai mắt đờ đân. Trong lòng kinh hãi. Nhìn nhóm người choán váng, Dương Tiêu chế nhạo, cãi đi, các người cãi tiếp đi, cho các người cơ hội, cãi đi. Nghe lời nói của Dương Tiêu, nhóm trọng tài và giám khảo đều đỏ mặt. Họ rất muốn phản bác, nhưng bằng chứng vô cùng xác thực, mọi lý lẽ của họ đều vô ích. Vừa nãy các người hỏi tôi đã biết tội chưa, bây giờ, các người đã biết tội chưa, ánh mắt Dương Tiêu dần trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, lúc này Lý Hỗ cũng sững sờ. Ông ta cầm, ghi chép giao dịch lên xem, thấy tất cả hồ sơ chi tiết truyền tiền cho bọn Vương Thu từ tài khoản của mình kiểm soát đã được in ra. Lý Hỗ không khỏi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ông ta kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, làm sao cậu lây được những thứ này.
chỉ tiết về thông tin dòng chảy của ngân hàng khá bí mật, người bình thường hoàn toàn không thể nắm được, Dương Tiêu lại có thể điều tra ra được những chuyện này, điều này khiến Lý Hồ sững sờ. Sao tôi lại lây được? Nếu tôi nói với ông, tôi đến từ tập đoàn Đề Hào. Dương Tiêu cười yêu ma. Đến từ tập đoàn Đề Hào. Nghe lời nói của Dương Tiêu, vô số người trong hiện trường to lớn đều trợn tròn mắt. Tập đoàn Đề Hào là tập đoàn mạnh nhất ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, nghe nói ông chủ đứng sau họ Dương. Và Dương Tiêu vừa vặn họ Dương, chẳng lẽ Dương Tiêu là xếp Dương đứng sau hậu trường của tập đoàn Đề Hào, thần long thấy đuôi không thấy đầu. Nghĩ đến đây, Lý Hỗ, Vương Tuần và nhóm trọng tài, giám khảo như bị sét đánh, tất cả đều sững sờ. Dương Tiêu nói với hội trưởng Hiệp hội Thâm Định Báu Vật, hội trưởng KV, phải, không? Bây giờ ông nên giải quyết công việc chung chứ nhỉ? Cậu Dương, chuyện này là đương, nhiên, hội trưởng Lý cung kính nói. Ngay sau đó, hội trưởng Lý đột ngột phát tay, bọn Vương Thu Câu kê diện với người ngoài, làm bản danh tiếng của Hiệp hội Thâm Định Báu Vật, cưỡng chế phá bỏ trật tự của cuộc thi vua đánh cược đá. Người đâu, bắt hết bọn họ đưa về điều tra, hủy ư cách thành viên của họ trong Hiệp hội Thâm Định Báu Vật. Vâng, thưa hội trưởng, nhóm cấp dưới đồng thanh đáp lại. Hội trưởng, tôi sai rồi, bọn tôi biết sai rồi. Chuyện đã đến lúc này, nhóm trọng tài và giám khảo đều tái mặt, họ hoảng sợ van xin. Họ đều biết rất rõ, một khi chắc chắn, bọn họ sẽ không thể thoát khỏi số phận phải ăn cơm tù. Hội trưởng Lý, tôi sai rồi, tôi bị ma quỷ ám ảnh, là tôi không biết điều. Hội trưởng Lý, tôi theo ông lâu như vậy, không nhìn mặt sư cũng nhìn mặt Phật, xin ông cho tôi một cơ hội, Vương Thu vội vàng hét lên. Hội trưởng Lý xua tay, ông ấy chán ghét nói, đưa đi hệt cho tôi. Hội trưởng Lý. Trong ánh mắt quan sát của mọi người, bọn Vương Thu bị đưa đi một cách tàn nhân, tiếp theo là các biện pháp trừng phạt pháp luật đang chờ họ. Nhìn chằm chằm Vương Thu và những người khác bị bắt đi, ánh mắt Dương Tiêu không hề lộ ra vẻ thương hại. Một nhóm cặn bã xã hội, rơi vào tình trạng như vậy là hoàn toàn tự chuốc họa vào thân. Nhìn đám người Vương Thu bị đưa đi. Trong phút chốc không biết có bao nhiêu người nhìn Dương Tiêu với vẻ rất kinh hãi. Vãi a, bọn Vương Thu bị đưa đi, thật sự cầu kết với nhau làm chuyện xấu. Hóa ra lời thằng nhóc này nói là thật. Vừa nãy tôi đã nói gì ý nhỉ, cậu ta không bị điên, mà là cậu ta không sợ gì cả. Đúng vậy, thực lực này quá cứng. Thằng nhóc này đến từ tập đoàn Đề Hào, có cùng họ Dương. Liệu thằng nhóc này có quan hệ gì với Sệp Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào không? Chấn động, mọi người đều chấn động. Không ai ngờ tới Dương Tiêu mà lúc đầu bọn họ không hề coi trọng lại quyết đoán như vậy, trực tiếp khiến bọn Vương Thu mất hết danh dự và phải ngồi tù. Đáng ghét, nhìn thấy bọn Vương Thu bị đưa đi, khuôn mặt già nua của Lý Hỗ trở nên lạnh lẽo. Lúc này Vương Tuấn nhà vô địch hai lần choáng váng hỗn loạn cực hạn ngay tại chỗ, anh ta thực sự không biết phải nói gì. Anh ta vốn tưởng Dương Tiêu chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, năng lượng của Dương Tiêu đã vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Ừng ực. Vương Tuấn nuốt nước bọt nhìn Dương Tiêu mà cổ họng thấy chát. Dương Tiêu nhìn thẳng Lý Hỗ, ông chủ Lý thấy thế nào, bất ngờ không? Ngạc nhiên không, thật ra, ông không thích hợp phát, triển trong nước, ông vẫn nên về Đông Nam Á, thành thật ở lại đó đi. Cậu cho rằng cậu ngồi tít trên cao hả? Không, trên thực tế, cậu ở trước mặt tôi chăng là cái thá gì? Bị Dương Tiêu chế giễu, vẻ mặt Lý Hồ càng tái nhọt hơn. Ông ta là truyền kỳ kinh doanh ở Đông Nam A, nhưng không ngờ lần này tham gia cuộc thi vua đánh cược đá lại bị bại trong tay Dương Tiêu. Ha, người vai dưới, tôi khuyên cậu, đừng kiêu ngạo như vậy. Trong mắt tôi, cậu chỉ là CS ngôi đáy riêng. Tuy không lấy được danh hiệu vua đánh cược đá, nhưng thế thì sao? Tôi có thể đập tiền, thành thế có thể được tạo ra bằng tiền, Lý Hồ chế nhạo. Dương Tiêu nói đùa dí dỏm, người xưa thường nói, chính nghĩa thì được ủng hộ, không chính nghĩa không. Người giúp, ông cảm thấy công việc kinh doanh của mình sẽ phát triển được ở trong nước. Cậu có ý gì? Nhìn khuôn mặt tràn đầy nụ cười mê hoặc của Dương Tiêu, trong lòng Lý Hồ có dự cảm không lành. Dương Tiêu mỉm cười, anh cầm lấy tờ ghi chép giao dịch chuyển tiền, nhìn về phía mấy chục nghìn người có mặt tại hiện trường. Mọi người, đây là bản kê khai chi tiết Lý Hồ câu kết với trọng tài và giám khảo. À đúng rồi, phóng viên hiện trường đang ở đâu vậy? Mau đến chụp ảnh về còn có tư liệu đưa ra ánh sáng. Kê khai chi tiết, quá tốt. Trong nháy mắt,
Nghe Dương Tiêu nói vậy, nhóm phóng viên nhanh chóng tiến lên, họ cầm máy ảnh bám tách tách liên tục, điên cuồng chụp ảnh một lúc. Một khi loại thông tin này được đưa ra ánh sáng, sẽ có trăm lợi vô hại với họ. Nực cười, Lý Hỗ khinh thường. Chụp ảnh thì thế nào? Thật sự cho rằng có thể đưa những tin tức này ra ánh sáng. Cùng lắm là ông ta sẽ chỉ nhiều tiền hơn, mua tất cả những tờ báo và phương tiện truyền thông này. Muốn đưa ra ánh sáng, không có cửa đâu. Tỉnh Tin Hy ngay sau đó, Lý Hỗ nhận được điện thoại. Lý Tông, xảy ra chuyện lớn, ông mau xem tin tức do tài khoản công chúng của tập đoàn Đề Hào tung ra, xong rồi, chúng ta kết thúc rồi. Nghe thấy giọng nói lo lắng của thư ký, mặt Lý Hỗ run lên. Ông ta đâu dám chần chừ, lập tức lục tung tài khoản công chúng của tập đoàn Đề Hào, thầy tài khoản công chúng của tập đoàn Đề Hào đang rõ tuyên bố đựng nghiệp trong nước nào dám hợp tác với ông ta sẽ bị tập đoàn Đề Hào đè bẹp tứ phương. Ngay sau đó, những cuộc điện thoại khác nhanh chóng ập đến. Ông chủ Lý, xin lỗi, sự hợp tác trước đây của chúng ta buộc phải chấm dứt. Chúng tôi không thể trêu chọc tập đoàn Đề Hào. Ông chủ Lý, tuy tôi rất muốn hợp tác với ông, nhưng ông đã xúc phạm đến tập đoàn Đề Hào, chúng tôi không muốn làm cá trong chậu gặp nạn, tạm biệt. Lý Hồ, con mẹ nhà ông dám xúc phạm tập đoàn Đề Hào, ông bị điên hả? Biết gia tộc chúng tôi chủ yếu hợp tác với tập đoàn Đề Hào không? Nếu vì ông mà ảnh hưởng đến gia tộc chúng tôi con mẹ nó hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà ông. Lúc này, có ít nhất hàng chục cuộc điện thoại từ khắp nơi đổ về, đều là cuộc gọi của các doanh nhân giàu có trên khắp cả nước yêu cầu hủy hợp tác với Lý Hỗ. Làm sao có thể như vậy? Vẻ mặt Lý Hỗ vốn đang hồng hào giờ lại hoàn toàn mất hết màu sắc. Lảo đảo. Ông ta lảo đảo suýt ngã xuống đất. Ông ta nhận lệnh của Vương. Trở về nước mở thị trường Ân Châu báu trong nước, mọi thứ đã sẵn sàng, ai ngờ lúc này lại xảy ra sự cố như vậy. Xong đời, bây giờ ông ta thực sự xong đời. Tập đoàn Đề Hào là tập đoàn lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc, vừa ra lệnh, ai dám không tuân theo. Lý Hỗ trợn to hai mắt nhìn Dương Tiêu, ông ta thật sự không thể tin được Dương Tiêu lại có thể điều động tập đoàn Đề Hào. Dương Tiêu nhìn Lý Hỗ nói đùa dí dỏm, doanh nhân giàu có xô một dưới trướng của Vương đúng không? Nhớ kỹ, đây là Thiên Phủ Chi Quốc, tôi không quan tâm ông phát triển như thế nào ở Đông Nam Ớ, nhưng ở trong nước, là rồng phải nằm xuống, là hồ cũng phải nằm xuống cho tôi. Hôm nay có người quen ở đây, tôi không muốn nhìn thấy máu. Nếu không, doanh nhân giàu có nhất chó má gì, nếu ông là cánh tay phải đắc lực của Vương, tôi sẽ chặt đứt cánh tay phải của ông tai. Khinh thường trắng trợn, bị Dương Tiêu trách mắng, vẻ mặt Lý Hỗ xấu xí. Ông ta mở miệng chỉ vào Dương Tiêu nhưng không nói được gì. Bị lu mờ, ông ta hoàn toàn bị lu mờ trước mặt Dương Tiêu. Vương Tuấn cũng mở miệng, nhìn chằm chằm dáng vẻ của Dương Tiêu, tôn nghiêm của anh ta tan nát, trên mặt cũng không hề có chút kiêu ngạo nào. Nhìn chằm chằm Lý Hồ, Dương Tiêu lại lạnh lùng nói, khắp dưới gầm tròi, đâu chẳng là đất của vua, người sống trên đát ấy, ai chẳng là thần dân của vua. Trụ sở của ông ở Đông Nam Á, cút về Đông Nam Á đi. Trong nước không phải nơi mà ông có thể kiêu ngạo ngang ngược. Bị Dương Tiêu trách mắng, hai mắt Lý Hỗ cực kỳ đỏ, ông ta thật sự hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Nếu chỉ có chuyện trong cuộc thi vua đánh cược đá bị đưa ra ánh sáng thì không sao, nhưng bây giờ tập đoàn Đề Hào đã can thiệp. Tập đoàn Đề Hào là một doanh nghiệp bí ẩn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, quyền lực của nó như một tấm lưới không lô vô hình, bao trùm khắp mọi miền đất nước. Thậm chí, ngay cả công ty do ông ta thành lập cũng sẽ tàn lụi trước tập đoàn Đề Hào. Đây không phải trò đùa, mà định giá thị trường của tập đoàn Đề Hào đã vượt quá 1.000 tỷ tệ, và tập đoàn của ông ta chỉ vẻn vẹn 100 tỷ tệ, giữa hai bên hoàn toàn không có tính so sánh. Giờ đây, tập đoàn Đề Hào vừa can thiệp, hàng chục tỷ tệ của ông ta triển khai trong nước đều bị phá hủy. Các nhà quyền thế, giàu có trên khắp đất nước đã hủy hợp tác với ông ta, dù ông ta muôn vùng vây cũng vô ích. Tàn nhẫn, tên nhóc nhà cậu thật sự rất tàn nhẫn, Lý Hỗ nhìn Dương Tiêu mà tim ông ta rỉ máu. Kinh doanh nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên Lý Hỗ ra quân bắt lợi. Lúc này ánh mắt ông ta nhìn Dương Tiêu đặc biệt âm hiểm, như thể ông ta thực sự muốn đập nát thân thể của Dương Tiêu thành vạn mảnh ngay lập tức. Dương Tiêu cười khẩy, trong nước không thích hợp với ông, cút về Đông Nam A đi. Lúc này, Dương Tiêu không hề tỏ ra thương xót với Lý Hỗ, anh luôn tuân thủ tín ngưỡng cuộc sống của mình. Nếu bạn rút dao, tôi sẽ làm kiếm sáng. Coi nhẹ sống chết, không phục thì làm. Cho dù Lý Hỗ ở trước mặt Vương Đông Nam Á có địa vị xuất sắc như thế nào,
dám hỗn trước mặt anh, Dương Tiêu thật sự không ngại chặt đầu Lỷ Hồ, bẻ gãy tay của Vương Đông Nam Á. Dương Tiêu, đúng không? Tôi nhớ cậu rồi, chờ mà xem, chúng ta chống mắt lên mà nhìn, Lý Hồ nhìn Dương Tiêu với cái nhìn ác độc. Chuyện đã đến mức này, bị Dương Tiêu lăn qua lăn lại, tất cả chiên khai của ông ta đều trở thành hư không. Mắt, ông ta không cần phải ngồi một chỗ triển khai, sự nghiệp trong nước của ông ta thực sự mắt. Vậy thì chống mắt lên mà nhìn, tôi tin chắc chúng ta sẽ sớm gặp lại. Dương Tiêu cười đùa. Linh cảm của Dương Tiêu rất mạnh, không bao lâu nữa vương của Đông Nam Á sẽ tới, đến lúc đó mới thực sự là cơ hội tốt nhất xé rách ra mặt với ông ta. Hiện tại, Dương Tiêu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tạm thời anh không có thời gian quan tâm đến vương Đông Nam Á. Không bao lâu nữa anh sẽ có trận đấu sông chết với Lucifer trong Tử Vi En Thành. Không bao lâu nữa anh sẽ giúp Lý Thần chiến cướp dâu. Không bao lâu nữa anh sẽ bao trùm toàn bộ nhà họ Dương ở Đê Đô. Ngoài ra, Đường Mộc Tuyết đang mang thai, rất nhiều chuyện dồn về phía Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu tạm thời không còn thời gian và sức lực quan tâm đến Vương Đông Nam ập. Lần này, anh đã cho Lý Hồ một cú sốc rất tốt. Anh không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã như sâm chớp giúp, Bạch Xu Tĩnh loại bỏ đối thủ mạnh nhất trong nước. Khiến quá trình triển khai ban đầu của Lý Hồ bị phá hỏng trong phút chốc, nữ thế tập đoàn trang sức bạch thức của Bạch Du Tĩnh muốn mở rộng sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Hừ, lần gặp mặt sau sẽ là ngày chết của cậu, Lý Hồ nói lời âm hiểm. Chúng ta đi, Lý Hồ quay người dửng dưng rời đi. Lý Hồ và nhóm thuộc hạ của ông ta không hề do dự rời khỏi hiện trường cuộc thi vua đánh cược đá. Vương Tuấn chết lặng, Lý Hồ rời đi, anh ta có thể làm gì? Vương Tuấn vội vàng nói. Hỗ ra, ông nói đi, tôi thì sao? Tôi đi đâu? Cậu là đồ vô dụng, đồ rác rưởi, cút ngay, Lý Hỗ mắng mỏ không thương tiếc. Kế hoạch của ông ta hoàn toàn bị phá vỡ, Vương Tuân đã mất hết ý nghĩa với ông ta, bây giờ Lý Hỗ đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện sống chết của Vương Tuấn. Trong mắt ông ta, Vương Tuấn là một quân cờ trong bàn cờ của ông ta, khi quân cờ vô dụng, Lý Hỗ đã từ bỏ Vương Tuấn ngay tại chỗ. Cái gì? Mình là đồ vô dụng, rác rưởi. Lý Hỗ còn bảo mình cút. Nghe vậy, Vương Tuấn như bị đánh vào đầu, anh ta hoàn toàn choáng váng. Hồ gia không được, ông không thể qua câu rút ván như thế này, Vương Tuấn lại vội vàng nói. Để hợp tác với Lý Hồ, anh ta đã đánh cược danh tiếng nhà vô địch hai lần và âm thầm cầu kết với Lý Hỗ. Bây giờ, chuyện bên trong đã bị phơi bày, bản thân Vương Tuấn đã hoàn toàn mất hết danh dự, dính tai tiếng. Nếu lúc này Lý Hỗ không quan tâm đến anh ta, thì cuộc sống của anh ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Tình thế cấp bách, Vương Tuấn đã trực tiếp đến trước mặt Lý Hỏ, chặn đường của Lý Hỗ. Vẻ mặt Lý Hỗ chán ghét, ông ta đá Vương Tuấn, tránh ra. Nếu cậu lại dám chặn tôi không ngại giết cậu. Bị Lý Hỗ đá, Vương Tuấn ngã ngồi trên mặt đất. Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trên người Lý Hỗ, vẻ mặt Vương Tuấn như cho tàn. Xong, anh ta xong thật rồi. Trứng chọi đá, nếu Lý Hỗ muốn giết anh ta tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay. Lúc này, Lý Hồ dẫn đầu đoàn người rời khỏi hiện trường cuộc thi vua đánh cược đá, ông ta hiểu sâu sắc, bị Dương Tiêu lăn qua lăn lại như vậy, ông ta muốn có được chỗ đứng ở thị trường trong nước sẽ khó như lên trời. Thấy thế, khuôn mặt ngọc xinh đẹp của Hộ Mộ Tranh nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể tất cả những điều này đã nằm trong dự đoán của cô. Hội trưởng Lý, đã đến lúc công bố vua đánh cược đá năm nay rồi chứ? Hoa Mộ Tranh nói. Hội trưởng Lý già dặn sành sỏi, ông nào không hiểu ý của Hoa Mộ Tranh. Bước lên sân khấu, dưới sự chú ý của mọi người, hội trưởng Lý cầm micro lên ho khan hai tiếng với vẻ mặt trịnh trọng. Xin chào mọi người, tôi là hội trưởng Hiệp hội Thẩm định Báu vật. Bây giờ, tôi lấy danh nghĩa hội trưởng Hiệp hội Thẩm định Báu vật tuyên bố người giành giải vô địch vua đánh cược đá là cậu Dương. Tuy tình trạng chung đã được quyết định. Nhưng ngay lúc giải vô địch vua đánh cược đá sướng tên Dương Tiêu, hơn chục nghìn người có mặt tại hiện trường vân ô lên. Ngựa đen, Dương Tiêu này thật sự là ngựa đen lớn nhất trong cuộc thi vua thâm định báu vật này. Đúng, Dương Tiêu này quá mạnh. Giải đầu vua đánh cược đá này thật sự biên đổi bất ngờ. Vương Tuần lại hợp tác với Lý Hỗ, doanh nhân giàu có ở Đông Nam Á mua chuộc trọng tài và giám khảo, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Điểm này thật sự quá mức. Dương Tiêu giành được danh hiệu vua đánh cược đá đúng là không dễ dàng, thật sự biến đổi bất ngờ. Trong phút chốc, mọi người bàn tán xôn xao.
Ban đầu bọn họ thật sự nghĩ rằng Vương Tuần sẽ có thể giành được danh hiệu vua đánh cược đá năm nay, cuối cùng bại lộ nội tình bên trong, khiến trong lòng vô số người nổi sóng. Lúc này, vua đánh cược đá mới ra đòi khiến ai cũng phải âm thầm líu lưỡi, bọn suy nghĩ cẩn thận, tất cả đều xúc động. Tuyệt vời, cuộc thi vua đánh cược đá thực sự tuyệt vời. Bậc thầy Dương, chúc mừng, một bậc thầy tham gia thâm định báu vật tiền lên. Chúc mừng. Bậc thầy Dương, chúc mừng, nữ sau đó, một bậc thầy thâm định báu vật khác cũng bước tới chúc mừng. Bậc thầy Dương, chúc mừng. Vua đánh cược đá hồ. Trong phút chốc, mấy chục người chúc mừng, tất cả đều có cái nhìn kính sợ, sóng cuộn trào, đỉnh tai nhức óc. Đã nhường, Dương Tiêu khiêm tôn nói. Nhìn thấy Dương Tiêu trở thành ngôi sao mới sáng nhật hiện trường, hai mắt Vương Tuần như tách ra, anh ta không cam lòng đột nhiên đứng dậy từ mặt đất lao về phía Dương Tiêu, ngăn anh ta lại, Hoa Mộ Tranh lập tức khóa chặt Vương Tuần. Dừng lại cho tội, Vương Tuần còn chưa kịp đến gần Dương Tiêu, hai vệ sĩ của tập đoàn Đề Hào đã bất ngờ giữ Vương Tuần đang điên cuồng. Bị hai vệ sĩ giữ chặt, Vương Tuần đỏ mắt mắng, thả tôi ra, cơn mẹ nó thả tôi ra. Sao, không phục, không cam lòng. Thua thì thua, anh còn chơi không nổi, Dương Tiêu chế nhạo. Vương Tuần hét lên, Dương Tiêu, tại sao xanh để vương cực phẩm của tôi đang yên đang lành lại vô dụng? Chắc chắn là cậu đã âm thầm động tay động chân đúng không? Cậu chỉ là người mới, sao có thể đột nhiên trở thành vua đánh cược đá được? Không khoa học, chuyện này hoàn toàn không khoa học. Có nội tình, chắc chắn trong này có nội tình. Điên, lúc này đầu óc Vương Tuần bị kích thích, anh ta thực sự sắp phát điên. Theo lý, nếu không có sự cố bất ngờ, thì anh ta mới là người được mọi người chúc mừng, anh ta mới là người được hưởng vinh quang của vua đánh cược đá. Vì Dương Tiêu, tất cả vinh quang của anh ta đều bị hủy bỏ, vì Dương Tiêu, anh ta thật sự mất hết danh dự mang tiếng xấu. Nếu có thể, Vương Tuần thực sự muốn lao tới bóp cô Dương Tiêu cho đến chết. Dương Tiêu đã hủy hoại mọi thứ của anh ta, Dương Tiêu đã hủy hoại phần đời còn lại của anh ta. Có nội tình, nhiều người ngạc nhiên. Vương Tuần lại hét lên, chắc chắn trong này có nội tình. Các người đã từng nghe qua tên của Dương Tiêu chưa? Giới thám định báu vật xuất hiện người tên Dương Tiêu từ khi nào? Làm sao cậu ta có thể ngẫu nhiên chọn được một mảnh xanh đế vương cực phẩm được? Cho dù là heo, nghĩ kỹ lại, nhất định trong này có nội tình. Nghe thấy tiếng kêu la của Vương Tuần, nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi choáng váng. Nghĩ kỹ lại, gì Vương Tuần nói dường như có lý. Họ chưa bao giờ nghe nói trong giới thẩm định báu vật có người tên Dương Tiêu, lần này Dương Tiêu cũng chỉ tham gia cuộc thi vua đánh cược đá với tư cách là một người mới. Nếu không phải Bạch Du Tĩnh, tập đoàn trang sức Bạch Thức ra mặt, ngay cả tư cách tham gia Dương Tiêu cũng không có. Hơn nữa, việc chọn nguyên liệu thô của Dương Tiêu rất nhanh, chỉ đứng sau Vương Tuần. Điều quan trọng nhất là nguyên liệu thô của Dương Tiêu cũng là xanh đế vương cực phẩm, điều này khiến người khác rất ngạc nhiên. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Nhìn thoáng qua trông cũng không giống. Trong phút chốc, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ Lý Hồ và Vương Tuấn hợp tác chơi nội tình, trên thực tế thì cả Bạch Du Tĩnh và Dương Tiêu cũng chơi nội tình. Thấy nhiều người tin là thật, Vương Tuấn hưng phân như được tiêm máu gà, mọi người hiểu rõ rồi chứ, trên đời này làm sao sẽ có nhiều trùng hợp như vậy, trên đời này làm sao có nhiều thiên tài như vậy, nội tình, tất cả đều có nội tình. Nghe thấy tiếng hét của Vương Tuần, càng ngày càng có nhiều người nhìn Dương Tiêu với ánh mắt kỳ lạ. Tục ngữ nói, sự việc xảy ra khác thường ắt có quỷ, Dương Tiêu này thật sự không bình thường. Vương Tuần thật sự rất hưng phấn, Dương Tiêu tự tay tiêu diệt anh ta cũng sẽ tự tay tiêu diệt Dương Tiêu. Bị Vương Tuần như chó điên nhìn chăm chăm, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhét lên, chính xác, có nội tình, tôi thừa nhận. Cái gì? Có nội tình, Dương Tiêu thừa nhận. Đây. Có bao nhiêu tình huống? Mọi người nghe thấy rồi chứ, thằng nhóc này đã thừa nhận, nghe vậy, Vương Tuần như bắt được điểm yếu của Dương Tiêu, muốn giết Dương Tiêu. Trước ánh mắt của mọi người, Dương Tiêu nhẹ giọng nói, thứ nhất, tôi có nội lực, vô tình đụng phải nguyên liệu thô của anh, trên thực tế là tôi cố ý, tôi đưa nội lực vào đập nát xanh để vương cực phẩm của anh, đây là chân tướng của sự thật. Thứ hai, tôi có thị lực khá tốt, có thể nhìn xuyên thấu, anh có thể hiểu rằng tôi có năng lực đặc biệt. Xong rồi, tôi đã giải thích xong, thực sự có nội tình. Nghe thấy lời này của Dương Tiêu, khóe miệng của vô số người có mặt tại hiện trường co giật dữ dội, cả người ngơ ngác đứng nhìn. Nội lực.
Nguyên liệu thô cứng như vậy, cho dù có nội lực, làm sao chỉ đụng nhẹ đã có thể làm vỡ xanh đế vương cực phẩm ở trong đó được. Đây rõ ràng là một chuyện vô lý mà. Nhìn thấu, điều này rõ ràng còn nhảm nhí hơn. Ngày nay, công nghệ đã rất phát triển, nhưng công cụ có thể nhìn thoáng quy ua có thể thầy phi thúy ở trong nguyên liệu thô thì vẫn chưa phát minh ra. Nội lực, nhìn thấu, đờ mờ coi tôi là đồ ngốc hả? Cậu đang chơi nội tình. Vương Tuần tức giận. Dương Tiêu bắt lực nhún vai, đau lòng. Tôi đã thừa nhận, các người không tin, tôi cũng không thể làm gì. Nhìn vẻ mặt vô tội của Dương Tiêu, Vương Tuần gần như hộc máu. Dương Tiêu thực sự khá vô tội, anh đang nói thật, nhưng ở hiện trường không ai tin anh. Dừng lại một lúc Dương Tiêu lại nói với Vương Tuần, tuy nhiên, tôi có thể nói rõ với anh. Tôi không phải người mới, lĩnh vực nào tôi cũng biết chút ít, võ thuật, thẩm định báu vật, cờ vây gì đó tôi cũng hiểu ù sơ sơ, và tôi còn là tuyển thủ tài năng thiên phút. Thật sao, Vương Tuần âm u nói. Dương Tiêu giang hai tay, lấy một ví dụ, giống như cờ vây, chắc tôi thuộc hàng tồn tại hàng đầu ở trong nước. Không có sự khiêm tốn, sức mạnh cờ vây của Dương Tiêu không đòi hỏi sự khiêm tốn. Ngay cả Park Jun-hyun được coi là thiên tài 5.000 năm có một của phía Hàn Quốc cũng bị anh đánh bại, cho dù có mánh khóe hay không, cuối cùng Park Jun-hyun vẫn thua. Hàng đâu, chỉ dựa vào cậu, hai ngày trước thiên tài cờ vây người Hàn Quốc Park Jun-hyun đã thua, chẳng lẽ cậu là người đã đánh bại Park Jun-hyun, Vương Tuần hét lên. Dương Tiêu ngạc nhiên, vãi ạ. Chuyện này mà anh cũng biết, rốt cuộc là ai đã tung tin này ra ngoài. Dương Tiêu vẫn luôn thích khiêm tốn. Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hưu đều biết phong cách cư xử của mình. Không cần nghĩ nhiều, Bạch Nguyên Kiệt và Cát Hữu chắc chắn sẽ giúp mình giải quyết những nỗi lo về sau. Trước đó, anh đã đối mặt với Cát Hưu tại thành phố Trung Nguyên, gây chấn động toàn bộ giới cờ vây trong nước. Khi đó, thân phận của Dương Tiêu đã được giấu kín rất tốt. Giờ đây, anh lại ra tay, mạnh mẽ đánh tan thiên tài cờ vây Hàn Quốc Park Dun-hyun. Theo lý, thân phận của anh không nên bị lộ. Sao Vương Tuần này lại biết được? Chẳng lẽ là đoán? Cái gì, là cậu làm, đừng chọc cười nữa, Vương Tuần khít mũi. Chuyện Dương Tiêu mạnh mẽ đánh tan thiên tài cờ vây Hàn Quốc Park Dun-hyun đã âm ý quá lớn, Hiệp hội Tu đã cố gắng che đậy nhưng vô ích. Tin tức nổ ra nhưng bản thân Dương Tiêu lại rất giỏi. Che dâu, tiết lộ rằng một tài năng cờ vây trẻ tuổi của Trung Hoa đã ra tay. Dương Tiêu cười nhẹ, đều là hư danh, không quan trọng. Tin hay không tùy NHTL. Ha, cậu đánh bại Park Jun-hyun. Đúng là ăn nói nhảm nhí. Tôi quen biệt với Park Jun-hyun, chờ đó, cậu cứ chờ đó, tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cậu ngay bây giờ, Vương Tuần lạnh lùng mắng. Anh ta không chần chừ lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, có phải Dun-hyun không? Tôi là Vương Tuần, hiện tại tôi đang tham gia cuộc thi vua đánh cược đá, có người lừa đời lấy danh tiếng, nói đã đánh bại anh. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Tôi không chịu được. Jun-hyun, bây giờ anh có rảnh không? Rảnh thì qua đây đi, tôi không chịu nổi loại cặn bã đạo đức giả của xã hội giả vờ dám đạp người khác như này nhất. Đánh bại tôi, ai dám lấy tôi ra nói này nọ. Khốn kiếp, tôi qua ngay. Lúc này Park Jun-hyun còn đang ở đề đô mũi suýt bốc khói. Anh ta vừa mới thua cờ, Park Jun-hyun đã rất tức giận. Lúc huyền này nghe nói có người cố ý dâm đạp mình, Park Dun-hyun không tức giận mới là lạ. Gọi điện thoại xong, Vương Tuấn nhìn chằm chằm Dương Tiêu lạnh lùng nói, cậu xong, mẹ kiếp cậu xong đời rồi, đợi đó, Park Jun-hyun sẽ đến ngay, cậu hoàn toàn xong đời rồi. Thái độ Vương Tuấn kiêu ngạo, như thế không phải Dương Tiêu đánh bại Park Jun-hyun, như thế Park Dun-hyun. Đến có thể vạch trần bộ mặt giả dối của Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu nói ra sự thật, cuối cùng khiến Dương Tiêu khét tiếng như chuột chạy đầu đường bị mọi người la hét đan đập. Nhìn mặt Vương Tuấn rất nghiêm nghị. Trên mặt Dương Tiêu tràn đầy châm chọc. Trong R mắt Dương Tiêu, Vương Tuấn này giống như một tên hê nhảy nhót. Anh ta hợp tác với Lý Hồ chơi nội tình lúc này lại muốn nói mình chơi nội tình. Anh thừa nhận mình động tay động chân, nhưng tiếc là không ai tin, anh Dương Tiêu cũng khá bất lực về chuyện đó. Chờ đó, cậu cứ chờ đó, Vương Tuấn lại nói. Anh ta không thể sống tốt, anh ta tuyệt đối cũng sẽ khiến Dương Tiêu không thể sống tốt. Dương Tiêu gật đầu. Chờ, tôi đang chờ đây, có phương pháp gì thì cứ lấy ra hết đi. Người có tên cây có bóng, anh Dương Tiêu thực sự đã đánh bại thiên tài cờ vây Park Jun-hyun được xưng là thiên tài cờ vây 5.000 năm có một, bản thân chuyện này đã là một sự thật không thể trôi cãi. Dương Tiêu cũng rất buồn bực, tại sao mỗi lần anh nói sự thật lại không ai tin anh?
không ai tin thì cũng thôi, lần nào cũng có một nhóm người giống như chú hề chạy đến trước mặt anh khiêu khích. Hoa Mộ Tranh đến chỗ Dương Tiêu thấp giọng nói, cô có chút xấu hổ, xin lỗi, tôi không biết chuyện Đường Long ở tập đoàn Đề Hào, xảy ra chuyện như vậy tôi cũng không muốn thấy, cô Đường vẫn ổn chứ. Mộc Tuyết không sao, đừng lo, đó không phải là lỗi của cô, tôi hiểu. Dương Tiêu đáp lại. Dương Tiêu biết bố cục của tập đoàn Đề Hào thực sự quá lớn, bao phủ khắp mọi miền đất nước, thậm chí toàn bộ châu Á, thậm chí toàn thế giới. Kể từ khi Dương Tuyết Ly rời đi, tập đoàn Đề Hào đã trở thành tài sản riêng của anh, nhưng Dương Tiêu thực sự không có hứng thú với việc kinh doanh. Vì vậy, Hoa Mộ Tranh có thể thoải mái tiếp nhận tập đoàn Đề Hào, điều này khiến Dương Tiêu cảm thấy yên tâm. Tập đoàn Đề Hào là sản nghiệp lớn, bộ phận dữ liệu rất nhiều. Cho dù Hoa Mộ Tranh là một người có chỉ số IQ cao, cô cũng không thể tìm hiểu tất cả các chi tiết của toàn bộ tập đoàn Đề Hào trong một thời gian ngắn. Vì vậy, Hoa Mộ Tranh không biết Đường Long ở tập đoàn Đề Hào là chuyện bình thường. Hoa Mộ Tranh không biết anh và Đường Long có xích mích là một chuyện, cho dù Dương Tiêu tức giận cũng không thể đổ lên đầu Hoa Mộ Tranh. Nghe vậy, Hoa Mộ Tranh thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô đã bia Dương Tiêu và Đường Long có quan hệ không hòa hợp, nhưng Hoa Mộ Tranh thật sự không biết Đường Long gia nhập tập đoàn Đề Hào. Xét cho cùng, Đường Long gia nhập tập đoàn Đề Hào trước, sau đó cô nắm quyền điều hành tập đoàn Đề Hào, thời điểm rất khác nhau. Mấy ngày nay Hoa Mộ Tranh đang phân loại thông tin nội bộ của tập đoàn Đề Hào, Hoa Mộ Tranh cũng chưa gặp mặt hết tất cả nhân viên cấp cao của trụ sở tập đoàn Đề Hào. Sở dĩ nói với Dương Tiêu một tiếng là Hoa Mộ Tranh sợ Dương Tiêu nghĩ nhiều. Cho dù cô thích Dương Tiêu đến đâu, nếu muôn một ngày nào đó tranh đoạt với Đường Mộc Tuyết, cô cũng sẽ không dùng phương pháp đê hèn như vậy. Hoa Mộ Tranh sợ Dương Tiêu sẽ hiểu lầm, nhưng cô thật sự không biết điều đó, cô hơi lo lắng Dương Tiêu sẽ cho rằng cô cố ý dụ dỗ Đường Long đối phó với Đường Mộc Tuyết. Tuy nhiên, Hoa Mộ Tranh đã nghĩ quá nhiều, Dương Tiêu này thắng như thép, thậm chí còn không nhận ra cô thích anh. Kít không lâu sau, một chiếc xe thể thao màu vàng phóng nhanh đến. Park Dun Huynh được phía Hàn Quốc ca tụng là thiên tài cờ vây 5.000 năm có một bước ra khỏi xe. Anh Park đến rồi, thấy Park Dun Huynh đến Vương Tuân vui mừng khôn xiết. Anh ta không hề do dự đi đến bên cạnh Park Dun Huynh, anh Park, cuối cùng anh cũng đến. Là ai, tên khốn đó là ai mà lấy tên tôi ra nói này nói nọ, Park Dun Huynh tức giận măng. Anh ta tuổi trẻ đây, tham vọng, từ khi ra mắt chưa bao giờ phải chịu một trận thất bại nào. Thua Dương Tiêu đã khiến anh ta rất tức giận rồi, ai ngờ lại có người dùng tên của anh ta nói ra nói vào, thật sự cho rằng anh ta Park Dun Huynh không bia tức giận hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.